Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tongtong, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga, Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Trần. Chương 130. Maria tại Tiberias. Tiberias đã ở trong tầm mắt khi hai người bộ hành mệt mỏi tiến bước trong hoàng hôn đang xuống. Sắp đêm rồi mà chúng ta vẫn còn ở miền quê, hai phụ nữ đơn độc và ở gần một thành phố đầy những... Ôi, những loại người Ben Rabut, phần lớn là Ben Rabut. Maria Anfe nói khi sợ hãi nhìn chung quanh bà. Maria, đừng sợ. Benzebut không làm hại chúng ta đâu. Nó chỉ làm hại những người đón nhận nó vào trong lòng họ. Nhưng những người ngoại giáo này có nó... Tại Tiberias, đâu phải chỉ toàn là dân ngoại. Và trong số họ, có những người công chính. Cái gì? Cái gì? Họ đâu có thiên chúa của chúng ta? Maria không đáp trả, vì mẹ hiểu rằng vô ích. Bà chị dâu đại đồ của mẹ chỉ là một trong số rất đông người Israel tin rằng chỉ có mình họ có các nhân đức, bởi vì họ là người Israel. Một yên lặng, chỉ còn nghe tiếng bước của Sandan ở những bàn chân mệt mỏi và đầy bụi. Tốt hơn là nên đi con đường quen. Con đường đó chúng ta biết, và nó đông người qua lại. Đường này thì ở giữa vườn, đơn độc, không quen, chỉ sợ vậy đó. Nhưng không, Maria coi kìa, thành phố đây rồi, chỉ còn vài bước nữa. Đây là khu vườn yên tĩnh của các nông dân Tiberias, và kia là bờ sông. Cũng chỉ vài bước. Chị muốn chúng ta đi theo bờ sông à? Chúng ta sẽ gặp các ngư phủ. Chị có việc băng qua các khu vườn này. Không, không. Chúng ta lại ra xa thành phố. Hơn nữa, các lái đò hầu như toàn là Hy Lạp, Crete, Ả Rập, Ai Cập, Roma. Và tự như bà điểm danh từng ấy từng lớp hỏa ngục. Maria rất thánh, không thể nín cười dưới lớp phôn của mẹ. Họ tiến tới, con đường trở thành một đại lộ, và cũng nhiều bóng cây hơn bao giờ hết. Và đáng sợ hơn bao giờ hết đối với Maria Anfre, bà kêu cầu Jehovah ở mỗi bước đi mà bà lết càng lúc càng chậm. Nào, can đảm lên. Mau đi, nếu chị sợ. Maria nói để khuyến khích bà. Ở mỗi lời yêu cầu, bà trả lời. Câu được như vậy. Nhưng rồi Maria Anfe dừng hẳn lại, và bà hỏi. Tại sao em muốn chị tới đây? Có lẽ để nói chuyện với Iscariot? Không đâu, Maria. Hay một cách chính xác là không phải việc đó. Em đến để nói chuyện với bà Roma Valeria. Lại tình thương, chúng ta tới nhà bà ta sao? À, không, Maria ơi, đừng làm việc đó. Chị sẽ không đi với em tới đó đâu. Nhưng em làm gì tại nhà? Tại nhà những kẻ bị nguyên rủa này. Maria rất thánh,
không còn nụ cười êm đềm nữa. Nàng bộc lộ thái độ rất nghiêm trang và hỏi: "Chị không nhớ rằng phải cứu Oria sao? Con em đã bắt đầu việc giải phóng cho nó. Em sẽ chuộc nó." Đó chính là điều chị phải thi hành đối với các linh hồn. Nhưng nó không phải Israel. Thực sự, chị chưa hiểu một lời nào của tin mừng cả. Chị là một môn đệ rất bất toàn. Chị không làm việc cho thầy chị. Và chị làm cho em bao là đau đớn. Maria Anfe cúi đầu, nhưng quả tim bà tuy đầy thành kiến của Israel, nhưng tốt một cách tự nhiên, nó liền vượt lên. Trong một tiếng nấc, bà ôm lấy Maria và nói: "Tha cho chị đi, tha cho chị đi. Đừng nói rằng chị làm khổ em và rằng chị không phục vụ Giêsu của chị. Đúng, đúng, chị rất bất toàn, chị đáng bị khiển trách. Nhưng chị không làm vậy nữa. Chị đi, dù là đi tới hỏa ngục. Nếu em tới đó để giật lấy một linh hồn để đem về cho Giêsu, cho chị cái hôn đi, Maria, để nói rằng em tha cho chị." Maria ôm bà để hôn, và các bà lại lên đường, lanh lẹ, được linh động lại bởi tình yêu. Đây, họ đã ở Tibisea, phía cảng nhỏ của các người đánh cá. Họ tìm căn nhà nhỏ của Giuse, người môn đệ chèo đò. Họ tìm thấy và họ gõ cửa. "Mẹ của thầy con, ôi mẹ, xin mời vào. Và nguyện Thiên Chúa ở với mẹ và với con là kẻ tiếp đón mẹ. Xin cũng mời bà vào và nguyện bình an cho bà, mẹ của các tông đồ." Họ vào, trong khi bà vợ và con gái của người lái đò chạy tới để chào, theo sau bởi một đàn các đứa con nhỏ hơn. Thực phẩm thanh đạm được tiêu thụ mau lẹ, và Maria Cleopha mệt mỏi liền rút lui cùng với các con của gia đình. Còn lại trên sân thượng cao, từ đó nhìn thấy cái hồ. Người ta nghe thấy nó thì đúng hơn là nhìn thấy, vì chưa có trăng, sóng đập vào bãi. Còn lại Đức Thánh Trinh Nữ, người lái đò và vợ ông. Bà cố gắng để tiếp khách, nhưng bà buồn ngủ, thật sự thì bị váng đầu. "Bà ấy mệt," Giuse nói để biện hộ cho vợ. "Tội nghiệp, các bà chủ nhà luôn luôn mệt về buổi chiều." "Đúng, các bà làm việc, các bà nội trợ không giống như những bà chỉ lợi dụng thời giờ để hưởng thụ," người lái đò nói cách khinh bỉ khi chỉ vào các con thuyền sáng trưng đang tách khỏi bờ giữa tiếng ca, tiếng nhạc. "Bây giờ là lúc các bà ấy ra ngoài, là lúc họ bắt đầu mệt mỏi. Trong khi các người đàng hoàng lo ngủ, họ làm thiệt hại cho các người làm việc, vì họ tới phạm tội ở những nơi tốt nhất, làm cho chúng con phải trốn những nơi đó. Chúng con, những người rút từ hồ ra tấm bánh cho gia đình." "Họ là ai?" "Là các bà Roma và những người giống như các bà. Trong số đó phải kể đến Herodiade và đứa con gái lẳng lơ của bà, và cũng có các bà khác của Israel, vì chúng ta có rất nhiều Maria Magdalena. Còn nói về Maria trước khi hoán cải." "Đó là những đàn bà bất hạnh." "Bất hạnh à? Chính chúng ta là những kẻ bất hạnh, vì chúng ta không ném đá họ để thanh tẩy Israel cho khỏi những kẻ làm hư nó, và là những kẻ mang đến cho chúng ta sự nguyền rủa của Thiên Chúa." Trong lúc này có nhiều thuyền khác rời bờ, và chiếc hồ đỏ ói vì ánh sáng của các người chơi bời. "Mẹ ngửi thấy mùi nhựa thơm không? Họ bắt đầu bằng cách tự làm say bằng cái khói của nó, rồi họ làm những chuyện còn lại trong quá trình một bữa tiệc. Họ có thể đi tới tận suối nước nóng ở bờ bên kia,
trong những nhà tắm hơi. Đó là những trò của hỏa ngục đang diễn ra. Họ sẽ trở về vào rạng đông, vào bình minh, hay có thể trễ hơn, say mềm, chồng chất lên nhau như những cái bao. Đàn ông, đàn bà và các nô lệ khênh họ vào trong nhà họ để bắt đầu cuộc hành lạc. Chiều nay toàn là các thuyền đẹp rời bến. Coi kìa, coi kìa. Nhưng còn bực với những người Do Thái ở giữa họ hơn là với họ. Họ thì người ta biết rồi, các con vật không biết xấu hổ. Nhưng chúng ta, mẹ ơi, mẹ có biết là tông đồ Giuđa đang ở đây không? Mẹ biết. Ông ta không làm gương sáng, mẹ biết không? Tại sao? Ông ta đi với những người này à? Không, nhưng với các bạn xấu và một người đàn bà. Con thì con không nhìn thấy, không ai trong chúng con nhìn thấy tập đó. Nhưng các Pharisêu đã giễu chúng con mà nói rằng tông đồ của các ông đã đổi thầy. Bây giờ ông ta có một bà, và ông ta là bạn tốt của các người thâu thuế. Giuse, đừng xét đoán theo các điều con chỉ nghe nói. Con biết rằng các Pharisêu không ưa các con, và họ cũng chẳng ca tụng thầy. Đúng vậy, nhưng tiếng đồn lan đi, và điều đó làm thiệt hại. Nó đã sinh ra, nó cũng sẽ biến đi. Con thì con đừng phạm tội chống lại anh em con. Ông ta ở đâu? Con biết không? Có, tại nhà một người bạn. Con tin vậy. Một người có cửa tiệm rượu và đồ gia vị. Gian hàng thứ ba ở phía đông chợ, sau phong ten nước. Tất cả các bà Roma có giống nhau không? Ôi, gần như vậy cả. Cho dù các bà không để cho người ta thấy, các bà cũng làm chuyện xấu. Những bà nào không để cho nhìn thấy? Những bà đã đến nhà Lazaro vào lễ vượt qua. Các bà ở tách riêng ra hơn. Còn muốn nói là các bà không luôn luôn đến trong các bữa tiệc. Nhưng các bà cũng đến đây, luôn luôn đủ để cho người ta có thể nói rằng các bà ô uế. Nhưng con nói vậy bởi vì con chắc chắn như vậy, hay đó là thành kiến Israel của con làm cho con nói? Hãy xét mình thực tình mà xem. Đây, nói đúng ra con không biết. Con không thấy họ nữa trong các thuyền của những tên ghê tởm đó. Nhưng các bà cũng lên thuyền ở trên hồ về ban đêm. Con cũng tới đó à? Chắc chắn rồi, khi con muốn đánh cá. Trời quá nóng, chỉ có mặt hồ về đêm là mát. Đó là các lời của con trong bữa tối. Đúng vậy. Vậy tại sao không nghĩ rằng các bà tới đó vì lý do này? Người đàn ông nín lặng, rồi ông nói. Trễ rồi, các vì sao cho biết đây là vọng canh thứ hai rồi. Thưa mẹ, con rút lui, mẹ không nghĩ sao? Không, mẹ ở lại đây để cầu nguyện, mẹ sẽ đi sớm. Đừng ngạc nhiên nếu con không thấy mẹ vào lúc rạng đông. Mẹ có thể làm như mẹ muốn. Anna, vào giường đi. Và ông lay bà vợ ông đang ngủ say. Họ bỏ đi. Maria ở lại một mình. Mẹ quỳ gối và cầu nguyện. Cầu nguyện. Nhưng mẹ không rời mắt khỏi các con thuyền đang bơi. Các thuyền của người giàu. Chúng bơi đi, sáng rực, giữa làn hoa, tiếng hát và khói hương. Có rất nhiều. Chúng ra đi, ra đi, ra đi về hướng đông. Các khoảng cách giữa các thuyền trở nên rất nhỏ. Tiếng ca không còn vọng lại nữa. Chỉ còn lại một chiếc thuyền đơn độc, lộng lẫy trên tấm gương nước, được soi sáng bởi vầng trăng đang lặn ở đằng trước Tiberias. Nó đi đi lại lại từ từ. Maria quan sát nó cho tới khi mẹ thấy nó quay mũi vào bờ.
Lúc đó Maria đứng dậy và nói: Lạy Chúa, xin giúp con, xin làm cho nó là... Rồi mẹ nhẹ nhàng bước xuống cái cầu thang nhỏ, rón rén đi vào một phòng mà cửa hé mở. Dưới ánh sáng trăng, có thể nhìn thấy một cái giường nhỏ. Mẹ cúi xuống trên đó và gọi: Maria, Maria, thức dậy thôi, chúng ta đi. Maria Anfe tỉnh thức, còn đờ đẫn vì giấc ngủ. Bà dụi mắt và hỏi: Đến giờ rồi à? Trời sáng lẹ quá. Bà bàng hoàng tới nỗi bà không nhận ra đó không phải là ánh sáng rạng đông, mà là ánh lân tinh yếu ớt của mặt trăng đi vào qua chiếc cửa mở. Nhưng bà nhận ra được khi bà đã ra ngoài mảnh đất có trồng cấy ở trước nhà người lái đò. Nhưng còn đêm mà, bà kêu. Ờ, nhưng chúng ta phải làm lẹ, và chúng ta ra lẹ khỏi thành phố này. Ít nhất, em hy vọng vậy. Đi, ra lối này, theo bờ hồ. Nhanh lên, trước khi chiếc thuyền tới bờ. Thuyền à, thuyền nào? Maria hỏi, nhưng bà chạy theo sau đức chinh nữ và lẹ lẹ ra ngoài bãi vắng, đi tới cái đập nhỏ mà chiếc thuyền hướng về. Hai bà tới nơi một lát trước chiếc thuyền, thở hổn hển. Maria nhìn chăm chú và kêu lên: Người khen Thiên Chúa, đó là các bà. Bây giờ hãy theo em, vì em phải tới nơi các bà tới. Em không biết các bà ở đâu. Nhưng Maria, xin thương, người ta sẽ cho chúng ta là hai gái điếm. Đứng trong sạch lắc đầu, lẩm bẩm. Chỉ cần là ta không như vậy. Đi. Và mẹ kéo bà đi tới bóng một căn nhà. Chiếc thuyền vào bờ. Trong lúc đó, một cái kiệu dừng lại ngay ở bên để chờ được mang đi. Hai người đàn bà lên kiệu, còn hai người ở lại dưới đất và đi bộ bên cạnh chiếc kiệu. Chiếc kiệu tiến theo bước nhịp nhàng của bốn người đàn ông Bắc Phi, mặc áo rất ngắn, không có tay, chỉ hơi bọc lấy thân. Mẹ đi theo họ như điếc với những phản kháng của Maria Anfrey. Hai đàn bà đơn độc theo sau họ, họ nửa mình trần. Ôi! Qua mấy mét đường thì cái kiệu dừng lại. Một người đàn bà xuống khỏi đó, trong khi người đàn ông đi ở phía trước gõ vào một cái cổng. Chào Lydia. Chào Valeria. Đừng Faustina một cái cho ta với. Chiều mai chúng mình còn được yên hẳn để đọc sách trong khi những người khác mừng lễ lại. Cánh cửa mở ra và Valeria với người nô lệ, hoặc nô lệ được giải phóng của bà sắp bước vào. Mẹ tiến lên và nói: Thưa bà, xin một lời. Valeria nhìn hai người đàn bà bao bọc trong áo khoác kiểu hi bá rất tầm thường. Bà tưởng là các người hành khất. Bà ra lệnh: Barbara, hãy cho cô bố thí. Thưa bà, không, tôi không xin tiền. Tôi là mẹ của Giê-xu Nazareth, còn bà này là bà con của tôi. Tôi đến nhân danh người để xin bà một điều. Thưa bà, có lẽ con bà bị bắt hại. Không hơn thường lệ, nhưng người muốn... Xin mời bà vào. Không thích hợp để bà đứng ngoài đường như người hành khất. Không, điều này sẽ nói mau, nếu bà nghe tôi cách kín đáo. Tất cả các người đi đi. Valeria ra lệnh cho người nô lệ được giải phóng và các người khen kiệu. Chúng ta đã ở riêng, ông thầy muốn gì?
Tôi đã không đến để khỏi làm phiền người trong thành phố của người. Người đã không đến, có lẽ để khỏi làm phiền tôi ở bên cạnh chồng tôi. Không, theo lời tôi khuyên, vì thưa bà, con tôi bị ghét. Tôi biết. Và người chỉ được an ủi trong sứ mạng của người. Tôi biết. Người không đòi hỏi vinh dự, quân đội. Người không ước ao cai trị hay của cải. Nhưng người đòi quyền lợi của người trên các tâm hồn. Tôi biết. Thưa bà, người phải trả lại con bé cho bà. Nhưng xin bà đừng phẫn uất nếu tôi nói với bà. Ở đây, nó không thể làm sao để tâm hồn nó thuộc về Giê-xu. Bà tốt hơn những người khác. Nhưng ở chung quanh bà, có quá nhiều cái là bùn lầy của thế gian. Đúng vậy. Thì sao? Bà là người mẹ. Con tôi có những tình cảm của người cha đối với mọi linh hồn. Bà có cho phép bé gái Faustina, con của bà lớn lên, giữa những người có thể làm hư hỏng nó không? Không, và tôi đã hiểu. Vậy, hãy nói với con bà những lời này. Để ghi nhớ Faustina mà ngài đã cứu thân xác, Valeria đã để lại cho ngài Austria để ngài cứu linh hồn nó. Đúng vậy, chúng tôi quá đồi trụy để một vị thánh có thể tin tưởng. Thưa bà, xin cầu nguyện cho tôi. Và bà rút lui rất lẹ, không để cho Maria kịp cảm ơn. Tôi nói là bà rút lui để khóc. Maria Anfe sửng sốt. Đi thôi Maria, chúng ta khởi hành vào ban đêm. Chiều mai, chúng ta sẽ ở Nazareth. Đi, bà ta đã nhường nó, giống như một đồ vật. Đối với họ, thì chỉ là một đồ vật. Đối với chúng ta, thì đó là một linh hồn. Đi, coi kìa, trời đã hơi hơi sáng ở chân trời. Người ta có thể nói là không có đêm vào tháng này. Các bà ra đi bởi con đường không còn tối mờ nữa, và nó mở ra trước mắt họ, không phải con đường bờ hồ, mà là con đường ở phía sau một dãy nhà tầm thường. Khi các bà đang ở khoảng giữa đường, thì từ một góc, Giu-đa bước ra, một Giu-đa rõ ràng là sai khước. Ông trở về từ một yến tiệc nào đó, ai mà biết được, với râu tóc rối bời, y phục nhào nát, mặt mũi lem luốc. Giu-đa, con, trong tình trạng này. Giu-đa không có giờ để giả bộ không nhận ra mẹ, và ông không thể chạy trốn. Sự bất ngờ làm ông ý thức được sự kiện và cắp chặt ông tại chỗ, không phản ứng. Maria lại gần ông, trong khi thắng vượt sự ghê tởm mà bộ dạng vì tông đồ gây nên, và mẹ nói với ông. Giu-đa, đứa con khốn khổ, con làm gì? Con không nghĩ tới Thiên Chúa, tới linh hồn con ư? Tới mẹ con? Con đã làm gì Giu-đa? Tại sao con muốn làm người tội lỗi? Hãy nhìn vào mẹ đây, Giu-đa. Con không có quyền giết linh hồn con. Và mẹ tìm cách cầm tay ông. Hãy để tôi yên. Sau cùng, tôi là một người và tôi tự do làm điều mà mọi người đều làm. Hãy nói với người đã sai bà đi do thám tôi rằng tôi chưa hoàn toàn là thần trí và tôi còn trẻ. Con không được tự do để hủy hoại mình. Giu-đa, hãy thương lấy chính mình con. Hành động như vậy thì con sẽ không bao giờ là một tâm hồn hạnh phúc được. Giu-đa, người không có sai mẹ đi để dò thám con đâu.
người cầu nguyện cho con. Chỉ có vậy thôi. Và mẹ cùng với người, nhân danh mẹ của con. Hãy để tôi yên. Judah nói cách vô lễ, rồi nhận ra sự thô lỗ của mình. Hắn sửa chữa. Tôi không đáng tình thương. Chào bà. Và hắn bỏ đi. Thật là thằng quỷ. Chị sẽ nói chuyện này với Giê-xu. Maria Enfre kêu lên. Thằng Judah của chị nó có lý. Chị sẽ không nói với ai cả. Chị sẽ cầu nguyện cho ông ta. Điều đó thì được. Em khóc sao? Em khóc vì hắn ta. Ôi! Em khóc. Em đã vui mừng vì cứu được Oria. Bây giờ em khóc vì Judah là một tội nhân. Nhưng với Giê-xu đã quá đau khổ. Chúng ta chỉ mang cho người tin vui mà thôi. Với sự nhẫn nại và lời cầu nguyện, chúng ta sẽ giật tội nhân khỏi tay Satan, tựa như nó là con của chúng ta. Maria à, tựa như nó là con của chúng ta. Chị cũng là mẹ, và chị biết. Vì người mẹ khốn khổ đó, vì linh hồn tội lỗi này, vì Giê-xu của chúng ta. Chị sẽ cầu nguyện, nhưng chị không nghĩ rằng hắn ta xứng đáng. Maria, đừng nói vậy. Chị không nói vậy, nhưng là vậy đó. Chúng ta không tới nhà Ginny à? Không. Sắp sửa chúng ta sẽ tới đó với Giê-xu. Yêu thương êm đềm giây phút bên mẹ, tình mẹ bao la chưa tràn hồng ân Thiên Chúa. Giờ đây tha thiết xin mẹ chờ trẻ con sống yên hẳn, lòng con say đắm dâng mẹ lòng mến chân thành. Mẹ chiếu rằng người chỉ lối dẫn bước đường dài, xin hãy dẫn đưa con về tình Chúa yêu thương vô ngờ. Nguyện vững tin dù khó ngập lối, gặp lúc sóng gió mịt mù cậy trông nương thân mẹ hiền, thương giúp con bao u sầu ngàn nỗi đau thương trong đời. Mẹ dẫn con về tới nơi an vui, nguyện mẹ là vàng nghe lời con cái văn này. Đường trần phong ba đoái thương đoàn con dương thế, mẹ ơi ban phúc an bình uy an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dâng niềm cảm mến tri ân. Yêu thương
đêm đêm giây phút bên mẹ. Tình mẹ bao la chưa tràn hồng ân thiên chúa, giờ đây tha thiết xin mẹ chờ che con sống yên hàn, lòng con say đắm dâng mẹ lòng mến chân thành. Mẹ chiếu ánh sáng rạng ngời chỉ lối dẫn bước đường dài, xin hãy dẫn đưa con về tình Chúa yêu thương vô bờ. Nguyện vững tin dù khó nguy ngập lối, gặp lúc sóng gió mịt mù cậy trông nương thân mẹ hiền, thương giúp con bao u sầu ngàn nỗi đau thương trong đời. Mẹ dẫn con về tới nơi an vui, nguyện mẹ lá vàng nghe lời con cái van này, đường trần phong ba đoai thương đoàn con dương thế. Mẹ ơi ban phúc an bình uy an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dâng niềm cảm mến tri ân. Mẹ ơi ban phúc an bình uy an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dâng niềm cảm mến tri ân. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 131. Phải cảm ơn ân nhân của chúng ta với lòng biết ơn. Đức Trinh Nữ rất mệt khi người bước chân vào nhà người, nhưng mẹ sung sướng và mẹ đi tìm Giê-xu của mẹ ngay. Người còn đang làm việc trong những tia sáng sau cùng của một ngày đang tắt, với cái cửa lò mà người đang ráp vào chỗ. Chính Simon mở cửa cho mẹ. Sau khi đã chào mẹ, ông khôn khéo rút lui vào sườn mộc. Tôi không thấy Tô-ma, có lẽ ông ra ngoài. Giê-xu đè các vật dụng xuống ngay khi người nhìn thấy mẹ, và người đi lại với mẹ.
vừa đi vừa lau tay dính dầu vào chiếc tập dề để làm việc. Người vừa tra dầu vào bản lề và các khóa. Nụ cười hậu tương của hai đấng như soi sáng cho mảnh vườn mà ánh trăng đã chiếu xuống. Bình an cho má. Bình an cho con. Má quá mệt rồi, má đã không nghỉ à? Nghỉ từ sáng tới chiều trong nhà du xe. Nếu không có sức nóng thiêu đốt này, thì má đã đi ngay lập tức để nói với con rằng Oria thuộc về con. Được rồi à. Khuôn mặt Giê-xu trẻ lại trong niềm vui bất chợt. Có thể nói là diện mạo của người chỉ ngoài 20. Trong niềm vui của người, nó đã mất đi sự nghiêm trang mà khuôn mặt cũng như cử chỉ của người thường ghi dấu. Người càng giống mẹ người hơn, một người mẹ luôn luôn trẻ trung, một cách trong sáng trong các cử chỉ và thái độ của người. Ờ, Giê-xu, và mẹ đạt được không khó khăn gì. Bà ta bằng lòng ngay. Bà ta cảm động khi nhìn nhận rằng bà và cùng với bà là các bạn bà đều quá trụy lạc để có thể nuôi một thù tạo cho Thiên Chúa. Một sự thú nhận rất khiêm nhường, rất thẳng thắn, rất thật sự. Người ta không dễ dàng tìm thấy những người biết nhìn nhận khuyết điểm của mình khi không có ai ép buộc. Vâng, không dễ đâu. Nhiều người trong Israel không biết làm điều đó. Đó là những linh hồn đẹp đẽ bị vùi dưới một lớp rác. Nhưng khi lớp rác bay đi, điều đó có xảy ra không con? Con chắc chắn có. Các bà tự nhiên hướng chiều về điều thiện, sau cùng các bà sẽ liên kết với nó. Bà ta nói gì với má? Ôi, chỉ có vài lời, chúng ta đã hiểu nhau ngay. Nhưng nếu có Oria bây giờ thì tốt biết bao. Má muốn nói với nó, với tính cách cá nhân, nếu con muốn. Con à? Thưa má, vâng, chúng ta sai Simon đi. Người lớn tiếng gọi Zelot. Ông đến ngay lập tức. Simon, hãy đến nhà Simon Alpheo và nói rằng mẹ thầy đã về, rồi trở về với con bé và Thomas. Chắc chắn ông đã làm xong các việc nhỏ mà Salome nhờ ông ta. Và Simon cúi mình và đi ngay. Má ơi, kể cho con đi, cuộc hành trình của má, cuộc tiếp xúc của má. Má tội nghiệp của con, má mệt chừng nào vì con. Ôi, không đâu Giê-xu, không có gì làm mệt cả khi con sung sướng. Và Maria kể lại cuộc hành trình của người. Sự sợ hãi của Maria Anphê. Thời gian nghỉ trong nhà người chèo đò. Cuộc tiếp xúc với Valeria và mẹ kết thúc khi nói. Má thích gặp bà vào giờ này vì bầu trời cho phép. Bà được tự do hơn. Má cũng vậy. Và Maria Anphê sẽ mau chóng được an ủi. Bởi vì là hai người đàn bà lạc lõng ở Tiberias khiến cho bà sợ, mà chỉ có tình yêu đối với con và ý tưởng phục vụ con mới có thể thắng vượt. Và Maria mỉm cười khi nhớ lại nỗi lo âu của chị dâu người. Giê-xu mỉm cười nói, tội nghiệp, đó là người đàn bà Israel thực sự, người đàn bà xưa hoàn toàn dành cho gia đình, người đàn bà theo ngạn ngữ. Nhưng trong tôn giáo mới, người đàn bà không phải chỉ mạnh ở trong nhà. Sẽ có nhiều người vượt cả Juditha, Jahel, bởi vì chính các bà là những anh hùng với sự anh hùng của bà mẹ các Maccabe. Bà Maria của chúng ta rồi cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ thì bà còn như thế. Má có gặp Jan không? Maria không mỉm cười nữa. Có lẽ vì sợ một câu hỏi có liên can tới Juda, nên mẹ trả lời mau. Má không muốn áp đặt một lo âu nữa cho Maria. Chúng ta đã ở luôn trong nhà để nghỉ cho tới giữa buổi chiều, rồi chúng ta đi. Má nghĩ là chúng ta sắp gặp bà ở trên hồ. Má làm rất đúng. Má đã cho con bằng cớ về cảm tình của các bà Roma đối với con. Nếu Gian đã can thiệp thì người ta có thể nghĩ rằng bà ta đã nhường nó cho người bạn. Bây giờ chúng ta chờ cho tới ngày Sa-bát. Nếu Miệc Ta không đến, chúng ta sẽ tới đó cùng với Aurea.
Con ơi, má muốn ở lại. Má rất mệt, con thấy. Không, không phải vậy. Má nghĩ rằng Juda có thể đến đây. Cũng như rất tốt là ở Capernaum. Luôn luôn có người để chờ ông ta. Và đón tiếp ông ta như người bạn. Thì cũng tốt là ở đây. Có người chờ để đón nhận ông ta với tình yêu. Cảm ơn má. Chỉ có một mình má hiểu cái gì còn có thể cứu vãn. Cả hai đấng đều thở dài vì người môn đệ làm cho họ đau đớn. Simon và Thomas về cùng với Aurea. Nó chạy lại với Maria. Giê-xu đè nó lại với mẹ và vào nhà với các tông đồ. Con gái, con đã cầu nguyện rất nhiều và Thiên Chúa nhân từ đã nghe con. Maria nói để bắt đầu, nhưng con bé gián đoạn mẹ bởi một tiếng kêu vui mừng. Con ở lại với mẹ. Rồi nó quàng tay quanh cổ Maria và hôn người. Maria hôn đáp trả nó và vẫn ôm nó trong tay. Mẹ nói với nó, khi ai cho một ơn lớn thì phải trả ơn, phải không con? Ôi, con sẽ trả ơn mẹ bằng bao là tình yêu. Ừ, con ơi. Nhưng ở bên trên mẹ còn có Thiên Chúa. Chính người đã ban cho con ơn này. Ơn khôn tả là đón nhận con vào giữa các phần tử của dân người, làm cho con nên một môn đệ của Thầy và vị cứu tinh. Mẹ, mẹ chỉ là dụng cụ của ơn huệ này. Còn ơn huệ là chính người, đấng tối cao, đã chấp thuận cho con. Vậy con sẽ dâng cho người cái gì? Để thưa với người rằng con cảm ơn người. Nhưng con không biết, bảo con đi. Ôi mẹ! Tình yêu, điều đó là chắc chắn. Nhưng tình yêu, để thực sự là thế, phải kết hợp với hy sinh. Vì cái gì càng đắt thì càng có giá trị, phải không? Thưa mẹ, vâng. Đó, vậy mẹ nói rằng con, với cùng một niềm vui đã làm con kêu lên. Con ở lại với mẹ, con cũng phải kêu, ôi, lạy Chúa, vâng. Khi mẹ, một nữ tỳ hèn mọn của người, mẹ nói cho con ý muốn của Chúa về con. Nói nó cho con đi mẹ. Aurea nói, và vẻ mặt của nó trở nên nghiêm trang. Ý của Thiên Chúa muốn ký thác con cho hai người mẹ tốt, cho Noemi và Mirta. Con bé có vài giọt nước mắt to lóng lánh trong đôi mắt xanh lạt của nó, rồi nó chảy xuống trên khuôn mặt hồng. Các bà rất tốt và các bà rất thân thiết với Giê-xu và mẹ. Với một bà, Giê-xu đã cứu con bà. Với bà kia, mẹ đã cho con bà bú sữa. Và con đã thấy là các bà tốt. Vâng, nhưng con hy vọng ở lại với mẹ. Con ơi, người ta không thể được tất cả đâu. Con thấy rằng mẹ cũng vậy. Mẹ không thể luôn luôn ở với Giê-xu. Mẹ ban người cho các con. Và mẹ ở lại xa người. Quá xa người. Trong khi người đi quanh xứ Palestine để giảng dạy, để chữa lành và cứu các cô bé. Đúng vậy. Nếu mẹ chỉ muốn người cho một mình mẹ, thì con đã không được cứu. Nếu mẹ chỉ muốn người cho một mình mẹ, thì linh hồn các con sẽ không được cứu. Hãy suy nghĩ coi, hy sinh của mẹ lớn chừng nào. Mẹ cho các con người con của mẹ, để người bị giết vì tội các con. Đằng khác, con và mẹ, chúng ta sẽ luôn luôn hợp nhất, vì các môn đệ tồn tại. Và sẽ luôn luôn tồn tại hợp nhất chung quanh Đức Kitô.
làm thành một đại gia đình, hợp nhất với nhau bởi tình yêu đối với người. Đúng vậy. Và rồi con cũng còn đến đây, phải không? Và chúng ta sẽ còn gặp nhau. Chắc chắn rồi. Bao lâu Thiên Chúa còn muốn? Và mẹ sẽ vẫn luôn luôn cầu nguyện cho con. Và mẹ sẽ luôn luôn cầu nguyện cho con. Và khi chúng ta ở với nhau, mẹ sẽ dạy dỗ con nữa. Ừ, con gái mẹ. À, con muốn trở nên như mẹ. Có bao giờ con có thể không? Biết, để sống tốt. Noemi là mẹ của một vị trưởng giáo đường và là môn đệ của Chúa. Mita là mẹ của một người con tốt, đã đáng được ơn phép lạ và là một môn đệ tốt. Hai bà là người tốt, khôn ngoan, hơn nữa lại đầy tình yêu. Mẹ bảo đảm điều đó với con. Đúng, con à. Vậy chúc lành cho con đi, và nguyện cho ý Chúa được nên trọn, như lời cầu nguyện của Giê-xu nói. Con đã đọc biết bao lần, nên thật chính đáng là bây giờ con làm điều con đọc để được ơn không phải trở về nhà người Roma nữa. Con là con gái ngoan, và Thiên Chúa sẽ giúp con càng ngày càng nhiều hơn. Đi, chúng ta hãy đến nói với Giê-xu, là nữ môn đệ trẻ nhất, biết làm theo ý Thiên Chúa. Và cầm tay nó, Maria đi vào nhà với cô gái. Yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đầy nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình ai kiên vững, suối thiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời trăng ngời. Yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng uy an những khi sầu vương. Yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiên nghĩ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi ngài.
ca ngợi ngàn đời tình ngài kiên vững, suối thiên dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời trăng ơi. Tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thanh xa đồi cao, ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá, tình trời mơ lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời. Con ca ngợi ngàn đời tình ngài kiên vững, suối thiên dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời trăng ơi. Con hát ca buồn đời trăng quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 132. Một ngày Sa-bát nữa tại Nazareth. Hay đúng hơn
là lúc lại bắt đầu một ngày sa bát. Vì lúc mặt trời lặn của một ngày thứ sáu bắt đầu, khi mà nhễ nhõi mồ hôi, nhưng sung sướng. Mita và Naomi đến với thanh niên Abel. Các bà xuống khỏi con la mà Abel dắt đi nơi khác, chắc tới chuồng ngựa của bạn bè. Có lẽ là hai người đánh xe lừa của Nazareth đã trở nên môn đệ, và các bà vào qua cửa của xưởng mộc đang mở rộng cho căn phòng được thoáng khí. Vì mới đây sức nóng của chiếc lò mộc mạc đã đồng lõa với sức nóng của mùa hè. Thomas đang xếp đặt dụng cụ và Simon hốt mạc cưa, trong khi Giê-xu lao các hộp nhỏ chứa keo và sơn. Bình an cho thầy và cho các anh em môn đệ. Các bà chào, cúi sầu ngay từ cửa, để sau cùng quỳ phục ngay ở chân Giê-xu sau khi đi băng qua xưởng mộc. Bình an cho các bà đã rất trung thành và không ngại đến dưới sức nóng này. Ôi, chả là gì cả. Ở đây, người ta dễ chịu đến nỗi người ta quên tất cả. Mẹ thầy đâu rồi? Ở phòng bên, mẹ đang khâu cho xong chiếc áo của Aurea. Các bà qua đấy đi. Hai bà đi lẹ cùng với giỏ sách của họ, và người ta nghe thấy các giọng nói rõ ràng của họ, đúng hơn là giọng trầm, pha lẫn với giọng còn hơi chua của Aurea và giọng thanh bạc của Maria. Bây giờ các bà sẽ sung sướng nhé. Thomas nói. Đúng, đó là hai bà dũng cảm. Giê-xu trả lời. Thưa thầy, Mita vừa duy trì được đứa con trai của bà, vừa được thêm một đứa con mới, và mới chỉ trong hơn một năm. Zelop nói. Mới hơn một năm, một tí thôi. Và đã hơn một năm, Maria Lazaro hoán cải. Thời gian qua lẹ, còn thấy như mới hôm qua. Cái năm vừa qua có bao nhiêu là chuyện. Kỳ tĩnh tâm đẹp chừng nào trước sự tuyển chọn. Rồi Joan Endor, rồi Maziam, rồi Daniel thành Naim, rồi Maria Lazaro, rồi Sintika. Nhưng Sintika ở đâu vậy? Con hay nghĩ tới cô ta, và con không hiểu tại sao. Sau cùng, Thomas nói một mình, vì Giê-xu và Simon không trả lời ông. Hơn nữa, họ đã bỏ ra ngoài để rửa ráy ngoài vườn, rồi đến với các bà môn đệ. Abel, người Bethlehem thuộc Galilee trở lại. Anh ta thấy Thomas còn đang suy nghĩ tại nơi ông thường làm việc, lạc lõng trong tư tưởng khi ông xếp đặt các dụng cụ thờ bạc của ông. Anh đã tìm được việc làm chưa? Người môn đệ hỏi khi cúi xuống trên các dụng cụ bé tí của ông. Ôi, tôi làm vui lòng tất cả các bà ở Nazareth. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có tới bấy nhiêu châm, có bấy nhiêu xuyến, bấy nhiêu dây chuyền và bông tai để sửa. Cả đến tôi phải xin Matthew mang tới cho tôi một số kim loại từ Tiberias. Tôi đã tạo được một số khách hàng. À! Và ông cười rất vui. Đến cỡ ba tôi cũng không có. Thực sự thì vì tôi không lấy tiền. Anh mất tất cả. Không, tôi chỉ lấy giá mua kim loại. Tiền công thì tôi tặng không. Anh rất quảng đại. Không, tôi khôn. Tôi không ở không. Tôi làm gương về sự làm việc, sự dứt bỏ tiền bạc và tôi rao giảng. Anh nín đi nhé. Tôi tin là tôi đã rao giảng nhiều khi hành động như vậy, không nói một lời nào trong giáo đường. Nhưng tôi đã giảng nhiều hơn là nếu tôi đã nói không ngừng. Vả lại, tôi học nghề. Tôi đã hứa là tôi sẽ dùng công việc nghề nghiệp của tôi để tuyên truyền khi tôi phải rao giảng Giê-xu giữa những người không tin. Việc này huấn luyện tôi. Anh khôn với tư cách là thợ bạc cũng như tông đồ. Tôi cố gắng là vậy vì tình yêu đối với Giê-xu. Vậy là anh có một cô em gái rồi. Hãy xử tốt với cô ta. Anh biết không? Nó giống như một con bồ câu nhỏ ở trong tổ. Tôi nói điều đó với anh. Tôi
Bởi cái nghề của tôi có thói quen tiếp xúc với phụ nữ. Một con bồ câu ngây thơ, rất sợ diều hâu, chỉ biết tìm sự bảo vệ dưới cánh mẹ và đàn anh. Nếu mẹ anh không xin nó thì tôi sẽ xin nó cho bà chị sinh đôi của tôi. Thêm một đứa con hay kém đi một đứa. Bà ấy rất tốt. Bà chị tôi, anh biết chứ? Mẹ tôi cũng vậy. Bà đã mất một đứa con khi bà vừa bị oán. Có lẽ vì sữa của bà đã cạn đi trong sự đau đớn do cái chết của chồng bà. Tôi chỉ hơi nhớ đứa em gái này. Và có lẽ tôi sẽ không nhớ tới nữa nếu mẹ tôi không khóc hoài. Và nếu các em bé nghèo ở Bethlehem không được hưởng đồ ăn và quần áo của gia đình tôi để tưởng nhớ tới cô bé đã chết. Nhưng vì lớn lên ở bên cạnh chỉ có một mình mẹ tôi, nên tôi có một tình yêu rất lớn lao đối với các trẻ nhỏ. Cô bé Aurea này, tôi thấy cô ta không phải là rất bé, nhưng tôi cũng coi cô ta như vậy. Nếu cô ta giống đúng như mẹ tôi, Noemi và anh nói. Hãy chắc chắn điều đó. Chúng ta qua phòng bên đi. Trong phòng bên, tức là trong phòng ăn nhỏ, có các bà Giê-xu và Zelot. Mita đã đến với hy vọng lớn lao. Bà đang chinh phục Aurea bằng cách thử cho nó chiếc áo vải gai mà bà đã dự liệu cho cô bé. Nó vừa vặn cho con, bà nói, trong khi cởi ra và vuốt ve cô bé. Rồi bà vuốt lại chiếc áo của cô bị nhàu vì mặc cái mới vào. Nó rất vừa và tất cả sẽ đều tốt. Con sẽ thấy, con gái má. Ôi, đây, Abel của tôi. Lại đây đi con trai. Đây là Aurea. Từ nay em sẽ ở với chúng ta. Con biết không? Thưa mẹ, con biết và con vui mừng với mẹ. Anh ta nhìn cô bé, anh ta xem xét. Đôi mắt đen huyền của anh ta cắm chặt và lạc mất trong con ngươi to màu trời lạc. Sự khám nghiệm làm anh ta ưng ý. Anh ta mỉm cười với nó và nói với nó. Chúng ta sẽ yêu nhau trong Chúa, đấng đã cứu chúng ta. Chúng ta sẽ yêu người và làm cho người ta yêu người. Anh sẽ là người anh thiêng liêng và thân yêu của em. Anh hứa điều đó trước mặt thầy và trước mặt mẹ anh. Và với một nụ cười đẹp trong sáng của người thanh niên trong trắng, đã ở trên đường hướng về đỉnh cao thiêng liêng, anh giơ bàn tay màu nâu mạnh mẽ của anh cho Aurea. Aurea ngập ngừng một giây, rồi đỏ mặt. Nó để bàn tay trái của nó vào bàn tay mặt mà Abel đưa ra cho nó. Aurea nói, chúng ta sẽ hành động như vậy, trong Chúa. Các người lớn cũng mỉm cười với nhau. Người ta có thể ở đây mà không phải gõ cửa không? Đó, Simon Jonah. Lần này thì ông ta không thể kháng cự được với cám dỗ. Thomas nói, trong khi cười và chạy ra ngoài. Đúng, tôi không thể kháng cự. Bình an cho thầy. Ông ôm hôn Giê-xu và người hôn trả lại ông. À, ai có thể kháng cự được? Ông nhìn thấy Maria và ông cúi mình để chào người, rồi ông tiếp. Nhưng lúc hoàng hôn, chúng con đã ghé Tiberias tìm Giuđa để tất cả chúng ta đều ở cùng nhau. Những người khác đang tới, cả Maria nữa. Vậy con đã nói rằng chúng con ghé Tiberias. Đúng, để tìm Giuđa. Vì lẽ ông đã qua ít nhất là 4 ngày Sa-bát ở đó để tìm ông về Capernaum. Kẻ ông sẽ phiền vì tất cả chúng con đều bỏ đi. Và chúng con đã tìm thấy Giuđa. Phải, đúng hơn là chính Isaac đã tìm thấy Giuđa khi đi chào Jonathan. Quả vậy, sau cùng Isaac đã tới Capernaum để chờ thầy với. Còn không biết rõ bao nhiêu môn đệ đã ở lại đó để trở nên khôn ngoan hơn dưới sự hướng dẫn của Hemas.
Etienne và con trai của Noemi, của thầy cả Gioan. Nhưng Isaac đã đi với chúng con, bởi Isaac cũng chết vì mong gặp thầy. Và ông Isaac tội nghiệp, ông đã không được Judah đón tiếp tử tế. Nhưng Isaac hẳn đã phá hủy tất cả sự thiếu nhẫn nại, tất cả sự oán giận, tất cả sự kích động trong cơn bệnh lâu dài của ông. Ông không bao giờ phản ứng. Dù người ta vả mặt ông cũng mỉm cười. Một người bình tĩnh chừng nào. Vậy ông đã nói với chúng con, tôi đã gặp Judah. Ông ta không tới đâu. Đừng năn nỉ. Con đã hiểu. Con nói, ông ta đã trả lời hỗn với anh phải không? Hãy nói đi. Tôi là đầu đàn và tôi phải biết. Isaac lại trả lời con, ồ không, ông ta không trả lời hỗn với tôi, nhưng việc xấu của ông ta thì phải khiển trách ông ta, và hãy khiển trách ông ta, tất cả chúng ta ở đây, và phúc cho, kia, những người khác tới. Và cùng với những người khác, có cả Judah và Jacob and Frey với mẹ họ, và các môn đệ người Nazareth, đó là Asher, Ishmael, Simon and Frey, và cả một điều họa hiếm là Uzziah and Frey. Họ bỏ các giỏ sách xuống, Nathanael mang theo mật ong, Philippe thì một rổ nho vàng như tóc của Aria, Phêrô thì cá ướp muối, các con ong Zebedee cũng vậy. Matthew không có nhà cửa, do đàn bà chăm sóc, nên chỉ mang một cái chậu đầy đất, trong đó có một cây nhỏ, dựa vào lá của nó. Tôi cho đó là cây chanh hay cây cam, hoặc cây họ bưởi nào đó. Ông giải thích. Nó cho trái đầu mùa, phải tới tận Syrin để kiếm nó đó. Con biết một người tới đó, một nhân viên sở thuế như con hồi đó. Bây giờ ông ta về hưu ở Ipo. Con đã tới đó để xin ông ta cây này, vì phải trồng nó vào tuần trăng mới. Nó sẽ cho trái đẹp và ngon. Bóng nó có mùi thơm ngọt và trông giống như ngôi sao bằng sáp. Một ngôi sao giống như tên mẹ. Đây. Và ông biếu nó cho Maria. Nhưng con đã mệt chừng nào để mang cái sức nặng này, Matthew. Mẹ biết ơn con. Vườn của mẹ càng ngày càng đẹp là nhờ các con. Cây lông não của Porphyre, các cây hồng của Ginny, cây hiếm quý của con Matthew, những cây bông khác do Judah mang từ Kerioth tới. Bao nhiêu thứ đẹp. Tất cả các con đều tốt chừng nào đối với mẹ của Giê-xu. Tất cả các tông đồ đều cảm động, nhưng họ nhìn nhau khi Maria nhắc tới Judah. Đúng, họ yêu cô, nhưng chúng cháu cũng yêu cô lắm chứ. Uzziah and Frey nói cách nghiêm trang và tự hào. Chắc chắn rồi, các cháu là những con trai yêu quý của anh Phê, anh chồng của cô. Và của Maria quá tốt. Và các cháu yêu cô nhiều. Điều đó là tự nhiên. Chúng ta là bà con với nhau. Trái lại, họ không có cùng dòng máu với chúng ta. Nhưng họ cũng như các con đối với cô, như các anh em của Giê-xu. Vì họ yêu người và theo người. Giuse-a hiểu được sự ám chỉ, ông hắng giọng trong khi tìm lời, và ông tìm thấy, ông nói. Đương nhiên, nhưng nếu cháu chưa ở với họ, là vì cháu nghĩ tới các hậu quả cho em nó, cho cô, và tóm lại là vì tình yêu. Cháu cũng vì tình yêu, đặc biệt là với cô, một đàn bà tội nghiệp, ở một mình từ quá lâu rồi. Cháu đến để nói với Giê-xu là cháu rất bằng lòng
vì em cũng nhớ đến những nhu cầu của mẹ em, và em đã làm những gì hữu ích ở đây. Và thỏa lòng vì được làm thủ lãnh trong đám bà con, có quyền ca ngợi hay khiển trách. Ông ta bằng lòng khen Giê-xu về những công việc thợ mộc, thợ sơn, cũng như các việc khác mà người đã làm trong tháng vừa qua. Đó là những điều phải làm. Bây giờ người ta mới thấy rằng cô có một đứa con trai. Tôi rất sung sướng vì có thể nói được rằng tôi lại tìm thấy hiền nhân Giê-xu, con Giuse của tôi. Hoan hô, hoan hô! Nhưng hiền nhân Giê-xu, con Giuse, ngôi lời của Thiên Chúa, vô cùng khôn ngoan, hạ mình trong một thân xác hiền lành và khiêm nhường, đón nhận những lời khen pha lẫn với những lời khuyên độc đoán của ông anh họ Giuse, với một nụ cười rất êm dịu mà người dùng để hãm lại tất cả những phản ứng không đúng lúc của các tông đồ để binh vực người. Và Giuse như diều gặp gió, thấy người ta nghe lời ông như vậy nên ông không giới hạn ở chỗ đó. Ông tiếp tục: tôi có thể hy vọng là từ nay Nazareth sẽ hết dịp để thấy một bà mẹ tội nghiệp bị đứa con trai thiếu khôn ngoan bỏ rơi mẹ, để đi vào các con đường đông đúc, để theo những con đường không an toàn cho mục đích cũng như hậu quả. Tôi sẽ nói về điều này với các bạn tôi, với ông trưởng giáo đường. Chúng ta sẽ tha cho em. Ôi, Nazareth sẽ rất bằng lòng lại mở cánh tay ra cho em như một người con trở về, và cũng lại trở về với gương mẫu về nhân đức cho toàn dân. Ngay ngày mai, chính anh sẽ dắt em tới giáo đường và... Giê-xu giơ tay để áp đặt sự yên lặng và bình tĩnh, và một cách cương quyết, người nói: vào trong giáo đường như một tín hữu thì chắc chắn tôi sẽ tới, cũng như tôi đã tới trong các ngày Sa-bát khác. Nhưng anh không được biện hộ gì cho tôi, vì chỉ một giờ sau khi mặt trời lặn là tôi lại đi, trở lại việc rao giảng tin mừng đúng như bổn phận của tôi phải vâng lời đấng tối cao. Thật là bẻ bàng cho Giuse, quá bẻ bàng. Tất cả sự hiền lành của ông đều bay bụt như chớp, và sự hận thù khăng khăng của ông lại bùng lên. Được rồi, vậy vào lúc cần thì đừng đến mà tìm tôi. Tôi làm bổn phận của tôi để điều bất hạnh không thể tránh được của em không rơi xuống trên tôi. Chào mọi người, ở đây tôi là thừa, vì tôi không thể hiểu quý vị và quý vị không thể hiểu tôi. Tôi rút lui, không thù ghét nhưng rất đau lòng. Cầu Chúa bảo vệ em như người bảo vệ những kẻ trí khôn ngây thơ và thiếu một cái gì. Chào Maria, can đảm lên, bà mẹ tội nghiệp. Chào Giuse, nhưng không phải vì người, mà chính vì cháu mà cô cần có can đảm. Bởi vì cháu là người ở bên ngoài con đường của Thiên Chúa, và cháu làm cô đau khổ. Maria nói bình tĩnh và chắc chắn: mày là thằng ngu, vậy đó. Và nếu bây giờ mày không phải là trưởng gia đình thì tao sẽ đập mày. Thằng con mang dòng máu của tao, nhưng không mang tinh thần của tao. Maria Anfe kêu lên, và bà sẽ tiếp tục nếu Maria không năn nỉ. Chị ơi, nín đi, vì thương em. Chị nín, đúng, nhưng em coi, làm sao chị có thể nhịn được khi thấy ở giữa các con của chị có một đứa con hoang như vậy? Trong khi đó, đứa con hoang bỏ đi, còn bà Maria Anfe tốt bụng sổ ra tất cả những gì bà giữ trong tim về thằng con cứng đầu này. Và nỗi buồn của bà tan thành suối nước mắt và tiếng nấc. Bà nói điều làm cho bà đau khổ hơn tất cả. Và tôi sẽ không có nó ở với tôi trên trời. Nó... tôi sẽ không có. Tôi sẽ nhìn thấy nó ở giữa những cực hình. Ôi, Giê-xu, hãy làm một phép lạ đi.
Nhưng có mà, Maria. Nhưng có mà, đừng khóc. Giờ của nó sẽ đến, có lẽ là giờ thứ 11, nhưng nó sẽ đến. Thầy bảo đảm với bà, đừng khóc nữa. Giê-xu nói, để an ủi bà. Và khi nước mắt đã ngừng, người nói với các môn đệ. Chúng ta ra vườn ô liu trong khi các bà sửa soạn công việc của các bà. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Chúa hãy cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào Ngài đã chẳng cho. Nhưng Chúa hỡi Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống noi theo gương xưa thật giá, để biết yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa giáng ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa giáng ân cho chúng con đây luôn được thương. Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường chân. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tôi yên vui chuyên lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa giáng ân
cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn cho chúng con đây luôn được thương nhau. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn cho chúng con đây luôn được thương nhau. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 133. Việc khởi hành và cuộc hành trình đi Bethlehem thuộc Galilee. Đây là buổi chiều ngày Sa-bát thực sự. Cuộc sống lại bắt đầu sau sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát. Ở đây, trong căn nhà nhỏ Nazareth, nó bắt đầu với những chuẩn bị cho việc khởi hành. Người ta xếp các lương thực, nhét quần áo vào giỏ, buộc chắc các túi bằng những sợi dây, coi lại xăng đan, kiểm tra xem các dây chân và các khóa có ở trong tình trạng tốt không. Việc ăn uống của các con lừa ở bên hàng rào trong vườn, các lời chào với vài giọt nước mắt ở giữa các nụ cười và các lời chúc phúc, những lời hứa sẽ sớm gặp nhau và một bất ngờ, quà tặng của Thomas cho Maria, một cái khóa, ta gọi là cái hoa trâm cài áo, để giữ áo cài lại ở cổ. Nó được tạo thành bởi ba cọng linh lan nhỏ xíu, rất toàn vẹn, nằm ép giữa hai chiếc lá bằng kim loại, bắt chước thiên nhiên một cách y hệt, biểu lộ công việc của bàn tay bậc thầy. Maria, con biết là mẹ không dùng, nhưng dù sao cũng nhận lấy đi. Sự ước mong đã đến với con muốn làm nó vào một bữa kia, khi thầy nói về mẹ và so sánh mẹ với bông huệ nơi thung lũng. Con chả làm gì cho nhà mẹ cả, nhưng con làm cái này cho mẹ
để nói ra trong sự tượng trưng lời ca tụng của con mẹ, mà mẹ xứng đáng hơn mọi phụ nữ khác. Tuy con không thể làm cho kim loại sự tươi mát của một cây sống và hương thơm của bông hoa, nhưng tình yêu chân thành, trọng kính của con đã tô điểm nó như một vuốt ve, một hương thơm của sự kính cẩn con đối với mẹ, mẹ của Chúa con. Ôi, Thomas, đúng vậy. Mẹ thì mẹ không mang nữ trang, vì mẹ thấy nó vô ích. Nhưng cái này thì không giống vậy. Đây là tình yêu của Giê-xu và tông đồ của người, và nó thân thiết đối với mẹ. Mẹ sẽ nhìn nó mỗi ngày khi nghĩ đến Thomas tốt lành, biết yêu thầy tới nỗi không những gìn giữ giáo lý của người, mà cả những lời nhỏ nhặt nhất của người về những vật nhỏ mọn nhất và về những người không đáng kể nhất. Cảm ơn Thomas, không phải vì giá trị mà vì tình yêu của con. Cảm ơn con. Mọi người đều thán phục sự toàn vẹn của công việc, và Thomas rất sung sướng rút ra một vật nhỏ hơn. Ba ngôi sao hoa lại ở trong một đám lá li ti, bao quanh bằng một vòng tròn rất mảnh mai. Ông đưa cái này cho Aria. Bởi vì con không có sự đỏng dáng để muốn nó, bởi vì con đã ở đây khi các cây lài đầy hoa, và để cho những ngôi sao nhỏ này nhắc con nhớ tới vì sao của chúng ta. Nhưng con hãy chú ý, chính bởi các nhân đức là cái con phải ướp thơm cho các bông hoa, và để con cũng là một bông hoa trong trắng, đẹp, thanh sạch, tỏa ra mùi thơm bay lên trời. Nếu con không hành động như vậy, thì con phải trả lại cái hoa châm. Nào, đừng khóc, tất cả sẽ qua đi. Và chúng ta sẽ sớm muộn trở lại nhà Maria, hay mẹ sẽ đến với chúng ta. Và... Nhưng Thomas, trước những nước mắt càng lúc càng tràn trề của Aria, ông cảm nhận rằng không nên tiếp tục nữa. Ông bỏ ra ngoài, đau khổ. Ông nói với Phêrô: nếu tôi biết rằng nó sẽ khóc nhiều hơn, thì tôi không có cho nó cái gì cả. Tôi làm cái hoa châm này chính là để an ủi nó vào giờ này. Điều đó tôi đã không thành công. Và Phêrô, trong sự ngổn ngang của giây phút này, cũng không còn kiểm tra được mình. Ông nói: luôn luôn như vậy trong các lúc từ giã. Nếu anh đã nhìn thấy Cynthica lúc đó... Ông sực nhận ra là mình đã nói. Ông đỏ mặt. Ông muốn rút lời, nhưng bây giờ đã lỡ nói rồi. Thomas hiểu, và một cách rất hiền lành, ông quàng tay quanh cổ Phêrô và nói: Simon, đừng buồn. Tôi biết nín lặng. Tôi hiểu tại sao các anh không nói gì với tôi. Tại vì Judas Simon, tôi, nhân danh Thiên Chúa của cha ông chúng ta, tôi thề với anh rằng điều tôi vô tình mà biết được thì sẽ bị quên đi. Đừng khổ, Simon. Nhưng tại vì thầy không muốn... Chắc chắn người có lý do tốt nhất cho việc đó. Tôi không bất bình vì vậy đâu. Tôi biết, nhưng người sẽ nói sao? Đâu có nói gì, vì người đâu có biết. Nói cho tôi đi. À, không, không có gì bí mật đối với thầy cả. Tôi đã lầm, tôi đáng bị của trách. Và ngay lập tức, tôi sẽ không được bình an nếu tôi không thú với người sự lầm lỡ của tôi. Thomas, hãy tốt, làm ơn đi gọi người đi. Tôi đi vào sữa mộc, hãy đi, rồi trở lại cùng với người. Tôi quá xao xuyến, những người khác sẽ nhận ra. Thomas nhìn ông với vẻ thương hại và đầy cảm phục. Ông vào trong nhà để gọi Giê-xu. Thầy ơi, lại đây một lát đi,
con phải nói với thầy một điều. Giê-xu đang chào Maria An-phê, đi theo ông ngay lập tức. Con muốn gì? Người hỏi khi đi ở bên cạnh ông. Con thì không có gì, chính là Simon phải nói với thầy, ông ta đây này. Simon, con làm sao mà xao xuyến vậy? Phêrô phục xuống chân Giê-xu và rên rỉ. Con đã phạm tội, xin thầy miễn giải cho con. Phạm tội? Về cái gì? Con vừa ở đây với chúng ta vui vẻ bình tĩnh mà. À, thưa thầy, con đã không vâng lời thầy. Con đã nói với Tôma về Cynthica. Con xao xuyến vì những nước mắt, và anh ta còn xao xuyến hơn con, vì anh nghĩ rằng chính anh đã làm gia tăng nó. Để an ủi anh ta, con đã nói với anh luôn luôn như vậy trong các cuộc từ giã. Nếu anh đã nhìn thấy Cynthica lúc đó, và anh đã hiểu. Phêrô ngửa khuôn mặt bối rối lên. Cái nhìn của ông thật sự khiêm nhường và hối tiếc. Ngợi khen Chúa Simon của thầy, thầy nghĩ rằng con đã làm điều gì rất nghiêm trọng hơn. Sự chân thành của con hủy bỏ được điều này. Con đã nói không vì ác ý, con đã nói với bạn con. Thomas cũng tốt, ông sẽ không nói về chuyện đó đâu. Thực sự, anh ta đã thề với con. Nhưng thầy thấy không, bây giờ con sợ mình sẽ quá ngu để không biết giữ kín một điều bí mật. Con đã giữ kín được tới giờ này. Vâng, thầy coi, không bao giờ có một lời với Philippe cũng như Nathanael. Vậy mà bây giờ... Nào, con đứng dậy đi. Con người luôn luôn bất toàn, nhưng khi nói như vậy không vì ác ý thì họ không phạm tội. Con hãy canh chừng chính mình, nhưng đừng đau khổ nữa. Giê-xu của con chỉ cho con một cái hôn thôi. Tô-ma lại đây đi. Tô-ma chạy lại. Chắc chắn con đã hiểu lý do của sự yên lặng. Thưa thầy vâng, con đã thề kính trọng điều đó. Về tất cả những gì có liên quan tới con, và trong tầm khả năng của con đã nói với Simon như vậy. Với Simon ngu ngốc. Phêrô xích xòa. Không, bạn ơi, anh đã xây dựng cho tôi bằng sự khiêm nhường và chân thành trọn vẹn của anh. Anh đã cho tôi một bài học rất hay, và tôi sẽ ghi nhớ nó. Bởi vì rất ít người trong chúng ta có sự công chính như anh. Nhưng họ gọi chúng ta kìa, đi thôi. Quả vậy, nhiều người đã ra ngoài đường. Ba người đàn bà, Noemi, Marta và Aria, đã ở trên lưng con vật. Maria và chị dâu người ở bên Aria, họ còn hôn nó nữa. Và khi hai bà Maria thấy Giê-xu tới, thì họ hôn hai bà đồng môn đệ. Và sau cùng họ chào Giê-xu, người chúc lành cho họ trước khi lên đường. Maria và Maria Cleopha trở vào trong nhà, trong căn nhà mà họ ở lại với kỷ niệm về những gì mới xảy ra trước lúc đó, với các ghế ngồng lung tung, chén bát phân tán, sự lộn xộn tiếp sau cuộc khởi hành. Maria đắm chìm trong tư tưởng, vuốt ve cái khung cười nhỏ mà mẹ đã dạy Aria làm việc. Đôi mắt mẹ ướt và long lanh, những nước mắt mà mẹ cầm lại. Maria, em khổ lắm nhỉ? Maria Cleopha nói. Bà khóc không cần cố gắng để cầm nước mắt. Em rất tình cảm. Họ đến đây, rồi họ đi. Và chúng ta khổ. Đó là đời sống nữ môn đệ của chúng ta. Hôm nay, chị đã nghe Giê-xu nói, trong tương lai, các con sẽ làm như vậy. Bằng cách nhìn thấy trong mọi người một tâm hồn anh em, các con sẽ cho họ đổ nhờ. Cho họ đổ nhờ một cách siêu nhiên, khi nghĩ đến các con cũng là người hành hương. Và hãy coi những người mà các con đón tiếp như kẻ hành hương. Các con sẽ giúp đỡ họ, cho họ ăn uống, cho họ lời khuyên. Rồi các con để cho anh em các con ra đi tới định mệnh của họ, không giữ họ lại bởi một tình yêu ghen tị,
với sự chắc chắn là ở bên kia cái chết, các con sẽ gặp nhau cùng với họ. Sự bất hại sẽ xảy ra, và rất nhiều người sẽ bỏ các con để đi tới tử đạo. Đừng hèn nhát, và đừng khuyên người ta hèn nhát. Hãy ở lại để cầu nguyện trong những căn nhà trống vắng, để nâng đỡ sự can đảm của các kẻ tử đạo. Hãy trong sáng để củng cố cho những kẻ yếu đuối hơn. Hãy mạnh mẽ để sẵn sàng bắt chước các anh hùng. Hãy làm quen với thoát ly. Hãy anh hùng làm tông đồ bằng tình bác ái, huynh đệ ngay từ bây giờ. Và chúng ta làm việc đó khi chịu đựng. Chắc chắn, chúng ta là những người có xác thịt, nhưng tâm hồn được hưởng một niềm vui siêu nhiên bởi vâng theo ý Chúa và hợp tác vào vinh quang của Người. Lại nữa, em là mẹ của tất cả, và em không thể chỉ là mẹ một người. Cả đến, em không độc chiếm Giê-xu, chỉ thấy đó, em để cho người đi, không hề giữ người lại. Em muốn đi với người, điều đó thì có. Nhưng, người xét là em phải ở lại đây, cho tới khi người nói, hãy tới, và em ở lại. Các ngày người ở lại đây, đó là niềm vui mẫu tử của em. Các cuộc viễn du của em với người, đó là niềm vui môn đệ của em. Sự cô đơn của em ở đây, đó là niềm vui trung thành vì làm theo ý Chúa của em. Maria, nhưng vị Chúa này là con em. Nhưng người luôn luôn là Chúa em. Chị ở lại với em không, Maria? Nếu em để chị ở lại, cái nhà của chị nó quá buồn trong những giờ đầu các con chị nó mới bỏ đi. Ngày mai thì lại là chuyện khác. Lại nữa, lần này chị sẽ khóc nhiều hơn. Tại sao vậy, Maria? Bởi vì kể từ hôm qua, chị tan thành nước mắt. Chị là một cái xì tẹt, một cái xì tẹt vào mùa mưa. Nhưng tại sao vậy, chị yêu quý? Tại vì Giuse, hôm qua, ôi, chị không biết chị có nên tới trách mắng nó cách chua cay không? Vì sau cùng, nó cũng là con của chị. Vì cái dạ này đã mang nó, và những cái vú này đã cho nó vú. Không một đứa con nào có thể hơn người mẹ. Hay là chị không bao giờ nên nói với nó nữa? Không bao giờ nữa. Với đứa con hoang đã sinh ra bởi chị mà xúc phạm đến Giê-xu, đến em và... Chị sẽ không làm điều nào trong những điều đó cả. Chị sẽ luôn luôn là một bà mẹ đối với nó. Người mẹ thương xót cho đứa con lì lợm, bệnh hoạn, lầm lạc. Hãy thuần thục nó bằng lòng tốt và dẫn dắt nó về với Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện và sự nhẫn nại. Nào, đừng khóc. Tốt hơn là hãy đi với em. Chúng ta sẽ cầu nguyện trong lời cầu nguyện của em cho nó, cho những người đã ra đi, cho con bé để nó không quá khổ và lớn lên trong sự thánh thiện. Đi, đi, Maria của em. Và mẹ lôi bà đi với mẹ. Trong khi đó, những người hành hương đi theo con đường của họ về phía tây nam. Các bà đi trước trên lưng lừa. Chúng đã ăn no và được nghỉ ngơi nên chạy nước kiệu nhẹ nhàng. Bó buộc Marian và Abel hầu như phải chạy. Vì thận trọng, họ đi kèm hai bên Aria, vì nó cởi lừa lần đầu tiên. Nếu việc đó làm họ mệt, thì lại làm con bé giải khuây nỗi đau gây ra bởi sự từ giã Maria của nó.
thỉnh thoảng để lại hai thanh niên kịp thở. Martha, cho con vật của bà nghỉ. Bà chỉ lại đi khi nhóm các tông đồ đã tới nơi. Trong lúc nghỉ, không còn giải trí được bằng những biến chuyển của thuật cưỡi lừa, Aria lại trở nên buồn. Maziam in ủi nó, vì cậu đã được đào luyện bởi các quá trình mồ côi, được đón nhận do lòng bác ái của một bà mẹ nuôi sau khi đã biết Maria. Cậu kể cho nó làm sao, sau đó cậu đã tình nghĩa với bà mẹ nuôi một cách tuyệt đối. Giống như bà là má thật của chúng ta. Cậu kể các cảm tưởng của cậu. Cậu kể Maria và Mattia đã sung sướng thế nào trong nhà Jenny và Anastasia trong nhà Elisa. Aria nghe những bài tường thuật này và Maziam kết thúc bằng cách nói: Hãy tin đi, tất cả các môn đệ đều tốt. Và Giê-xu biết phải giao phó những kẻ khốn nạn là chúng ta cho ai. Và Abel phụ lực: Và em không phải nghi ngờ gì, mẹ anh. Bà rất mừng vì có em. Bà đã cầu nguyện biết bao trong những ngày này để Thiên Chúa ban em cho bà. Aria nói: Em tin điều đó và em rất yêu bà. Nhưng Maria, chính Maria và các anh phải thương hại. Đúng, nhưng chúng ta không vui khi thấy em buồn. Ôi, em đâu có buồn như ở trong nhà người Roma và trong những giờ đầu tiên sau sự giải phóng của em. Em chỉ hơi mất. Từ bao năm rồi, em không bao giờ được một cái búp bê. Chỉ có Maria đã trả nó lại cho em sau bao năm em chỉ có các ông chủ. Cưng ơi! Nhưng má ở đây để cho con đây. Má sẽ là một Maria thứ hai cho con. Lại đây, lại gần đây. Nếu con còn nhỏ hơn, thì má đã cho con ngồi cùng im với má, như má đã làm khi Abel còn nhỏ. Nhưng con đã là một người đàn bà. Mota nói khi bà lại gần và cầm tay nó. Con là một đàn bà nhỏ và má sẽ dạy cho biết bao điều. Rồi khi Abel đi xa để giảng tin mừng, má với con, chúng ta sẽ tiếp đón các khách hành hương như Chúa đã nói. Chúng ta sẽ làm rất nhiều điều tốt, nhân danh người. Con còn trẻ và con sẽ giúp má. Nhưng nhìn coi, ánh sáng nào ở đằng kia vậy? Ở bên ngoài ngọn đồi này. Jacobe Zebede chạy lại với họ và kêu: Đó là cái rừng cháy. Hay một cái làng. Chúng ta chạy tới coi. Không ai mệt nữa, vì sự tò mò đã làm biến mất mọi cảm tình khác. Giê-xu theo họ một cách nhân hậu và người rời con đường để leo lên ngọn đồi bằng một lối mòn và lẹ làng. Người lên tới đỉnh đồi. Không phải một cái rừng, cũng không phải một làng bị cháy, mà là một lòng chèo mênh mông giữa hai ngọn đồi. Toàn là cỏ bị khô vì nắng hè, đã bắt lửa do vài tàn lửa thoát ra khỏi tay những người đốn củi làm việc ở trên cao để đốn cây. Và bây giờ nó cháy lên, một cái thảm lửa thấp nhưng rất mạnh. Nó di chuyển đi sau khi đã tiêu hủy nơi nó tới, để tìm những cây cỏ khác để đốt. Các người tiều phu cố gắng chống lửa, đập vào ngọn lửa, nhưng vô ích. Họ quá ít người, và khi họ tắt được chỗ nọ, thì lửa lại lan ra ở chỗ kia. Nếu lửa lan tới rừng thì là đại họa, vì có nhựa thông. Philippe thì thầm. Giê-xu đứng trên đỉnh đồi, khoanh tay nhìn, suy nghĩ và mỉm cười. Ánh sáng trắng của mặt trăng ở phía đông tương phản mạnh mẽ với ánh lửa đỏ ở phía tây. Mặt trăng làm cho quang cảnh thành trắng hết ở phía sau họ, trong khi ánh lửa rọi tới làm cho họ đỏ mặt hết thảy. Ngọn lửa lan ra giống như nước tràn bờ, bay lên và trải ra.
đám cháy chỉ còn cách rừng vài mét và nó đã soi sáng các đống gỗ ở bờ rừng. Ánh sáng của nó càng lúc càng mạnh, soi cho thấy những căn nhà nhỏ của một làng ở trên đỉnh ngọn đồi mà lửa đang leo lên. Các người tội nghiệp, họ sắp sửa mất hết. Nhiều người nói, và họ nhìn Giê-xu. Người không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng rồi đây, người mở tay ra và kêu lớn. Dừng lại, tắt đi, ta muốn vậy. Và giống như một cái đấu khổng lồ chụp xuống để làm ngộp ngọn lửa. Đây, cho một sự huyền diệu, ngọn lửa ngừng cháy. Cái lưỡi lửa đang lẹ làng nhảy múa, sống động, liền biến thành màu than đỏ, rồi màu đỏ thành tím, rồi xám đỏ, còn vài ánh đỏ lướt trên cho tàn. Rồi sau cùng, chỉ còn lại ánh trăng với ánh sáng bạc soi trên khu rừng. Trong ánh sáng trắng của nó, người ta thấy các người tiều phu tụ họp lại, khua chân múa tay nhìn chung quanh họ và nhìn lên cao để khám phá ra vị thiên thần của phép lạ. Chúng ta xuống, thầy sẽ làm việc với các tâm hồn dựa vào lý do bất chợt đã được ban cho thầy. Và chúng ta sẽ nghỉ trong làng thay vì dừng lại ở thành phố. Chúng ta sẽ đi tiếp vào rạng đông, sẽ có chỗ cho phụ nữ. Còn chúng ta, cái rừng cũng được. Giê-xu nói khi đi xuống dốc, các người khác theo sau. Nhưng tại sao thầy mỉm cười như vậy? Thầy có vẻ sung sướng. Phê-rô hỏi. Con sẽ biết dựa vào các lời thầy. Họ đã tới chỗ đám cỏ hoang biến thành tro vẫn còn nóng, kêu răng rắc dưới xăng đan. Họ đi băng qua. Khi họ tới khoảng giữa, ánh trăng soi rất tỏ. Các người tiều phu nhìn thấy họ. Ồ, tôi đã nói, chỉ có mình người mới có thể làm việc này. Chúng ta chạy đến để tôn kính người. Một người tiều phu nói, và ông chạy đến quỳ phục trông cho tại chân Giê-xu. Tại sao con tin là thầy có thể làm? Bởi vì chỉ có Đức Mê-si-a có thể làm việc này. Vậy làm sao con biết rằng thầy là Đức Mê-si-a? Có lẽ con đã biết thầy. Không, nhưng chỉ có đấng tốt lành, đấng thương người nghèo mới có tình thương, và chỉ mình đấng thánh của Thiên Chúa mới có thể truyền cho lửa phải vâng lời. Chúc tụng đấng tối cao đã sai Đức Mê-si-a của người cho chúng con, và Đức Mê-si-a đã tới đúng lúc để cứu nhà cửa chúng con. Các con phải vội vã hơn nữa để cứu linh hồn các con. Nó được cứu nhờ lòng tin nơi thầy và vào việc thi hành những điều thầy dạy. Nhưng Chúa ơi, thầy biết rằng nỗi buồn vì bị mất tất cả sẽ làm cho tâm hồn chúng con thành yếu nhược và đưa nó tới chỗ nghi ngờ về đấng quan phòng. Ai đã dạy các con về thầy? Chắc chắn là các môn đệ thầy. Đây, gia đình chúng con đã cho người đến đánh thức họ vì sợ rằng tất cả ngọn đồi sẽ bị cháy. Xin tiến lên. Rồi chúng con lại sai một người khác đến nói rằng có một phép lạ, và hãy đến để coi. Lạy Chúa, đây là gia đình con, của Gia-cót, của Giô-tha-nan, của anh Tô-bi con, của anh rể Melchias con, của Philip-phê và của Eliazan, và các gia đình khác của các người mục đồng mà bây giờ họ đang ở trong các đồng cỏ. Một nhóm khoảng tối đa là 250 người, kể cả nhiều trẻ nhỏ còn bú hay mới thôi bú, khóc nhõng nhẽo, mới hơi tỉnh hoặc còn ngủ, đã ý thức được mối nguy hiểm mà họ đã thoát. Bình an cho tất cả các con, thiên thần của Chúa đã cứu các con, hãy cùng nhau chúc tụng Chúa. Thầy đã cứu chúng con. Thầy luôn luôn hiện diện ở những nơi có các tín hữu tin vào thầy. Nhiều phụ nữ nói và nam giới nhất loạt đồng lòng. Đúng, ở đâu có lòng tin nơi thầy thì đấng quan phòng hiện diện nơi đó. Nhưng trong những điều về tâm hồn cũng như những điều về vật chất, phải hành động với sự cẩn phòng liên tục. Ai đã châm lửa vào cành cây vụn?
Có lẽ một tia lửa đã xẹt ra khỏi lò của các con, hoặc một cành cây mà một trẻ em đã muốn đốt để chơi, bằng cách đã quay hay ném nó dưới kia một cách vô tư lự vì tuổi nhỏ. Quả vậy, thật đẹp khi thấy ngọn lửa xẹt trong không khí tối. Nhưng các con thấy một sự bất cẩn có thể làm gì? Nó có thể gây ra những thiệt hại trầm trọng. Một tia lửa, một cành cây nhỏ cháy rơi vào đám cỏ khô là đủ để đốt cháy hết cả thung lũng. Nếu Thiên Chúa không sai thầy tới, thì khu rừng sẽ trở nên một lò lửa, có thể tiêu hủy trong cái kẹp bằng lửa, gia tài của các con và mạng sống các con. Các điều thuộc về tâm hồn cũng thế. Phải liên tục cẩn phòng, canh chừng, kẻo một tia lửa, một cục than vướng mắc vào đức tin của các con và tiêu hủy nó. Sau khi đã ủ trong lòng mà không bị lưu ý, nó sẽ bùng lên thành đám cháy do những kẻ ghét thầy thổi vào để giật các tín hữu của thầy. Ở đây lửa được dập tắt kịp thời đã làm điều tốt cho những người vừa thoát tai nạn, do nó đã tiêu hủy những cảnh vô ích mà các con đã để ngổn ngang trong thung lũng. Nhờ sự phá hủy này và nhờ các lớp tro làm phân bón, nó đã chuẩn bị cho các con một mảnh đất mà nếu các con muốn, các con có thể làm những canh tác màu mỡ và hữu ích. Nhưng trong các tâm hồn thì khác hẳn. Khi mọi điều tốt đã biến mất trong lòng các con, thì không gì có thể mọc lên được, ngoại trừ các cây gai dùng làm ổ cho ma quỷ. Các con hãy nhớ điều đó, và canh chừng để phản kháng lại hết những lời xỉa sói của các kẻ thù của thầy. Chúng ném vào lòng các con những tia lửa của hỏa ngục, vậy hãy sẵn sàng để dập tắt lửa này. Cái gì có thể dập tắt nó? Đó là một đức tin càng ngày càng vững mạnh, một ý chí muốn thuộc về Thiên Chúa cách không lay chuyển. Đó là những điều thuộc về ngọn lửa thánh, ngọn lửa không bị các lửa khác tiêu diệt. Tức là nếu các con là lửa của tình yêu đối với Thiên Chúa, thì lửa thù ghét chống lại Thiên Chúa không làm hại các con được. Lửa tình yêu toàn thắng hết mọi lửa khác. Giáo lý của thầy là tình yêu, ai đón nhận nó sẽ được vào trong ngọn lửa bác ái và họ sẽ không còn bị hành hạ bởi lửa của ma quỷ nữa. Từ trên đỉnh của ngọn đồi này, khi thầy nhìn thấy cỏ cháy, thầy nghe thấy những lời của tâm hồn các con hướng về Chúa là Thiên Chúa của nó, còn hơn là thầy thấy những cử chỉ của các con giơ ra để dập tắt lửa. Thầy đã mỉm cười và một trong các tông đồ của thầy đã hỏi, tại sao thầy mỉm cười? Thầy đã hứa với ông ta, thầy sẽ nói cho con khi thầy nói với những người được cứu. Và thầy làm, thầy mỉm cười khi thầy nghĩ tới, giống như lửa cháy lan ra trong cỏ ở thung lũng mà các con cố gắng để dập tắt một cách vô ích. Cũng vậy, giáo lý của thầy sẽ lan tràn ra trong thế giới và các kẻ không muốn ánh sáng sẽ bách hại một cách vô ích. Và nó sẽ là ánh sáng, nó sẽ là sự thanh tẩy, nó sẽ là mối lợi. Bao nhiêu rắn độc đã chết trong đám tro này và bao nhiêu con vật có hại khác cùng với chúng. Các con đã sợ cái thung lũng này vì nó có quá nhiều rắn độc. Đó, không còn con nào sống sót nữa. Cũng vậy, thế giới sẽ được giải thoát cho khỏi biết bao tà thuyết, biết bao tội lỗi, biết bao đau đớn khi họ biết thầy và được thanh tẩy bởi giáo lý của thầy, được thanh tẩy và giải phóng khỏi mọi thứ cây cỏ vô ích, có khả năng đón nhận hạt giống, trở nên giàu có các hoa trái thánh thiện. Đó là tại sao thầy mỉm cười. Trong đám lửa lan ra, thầy thấy sự tượng trưng của việc lan truyền giáo lý của thầy. Rồi đức ái đối với tha nhân không được tách rời với lòng mến Thiên Chúa. Chúa đã dẫn tư tưởng của thầy về với nhu cầu của các con. Thầy đã hạ cái nhìn tinh thần của sự chiêm ngắm những lợi ích của Thiên Chúa tới sự nhìn xem những lợi ích của anh em. Và thầy đã dẹp lửa đi để trong nỗi vui mừng của các con ngợi khen Thiên Chúa. Các con thấy tư tưởng của thầy bay lên với Thiên Chúa và từ Thiên Chúa mà xuống. Và khi nó xuống, nó trở nên mạnh hơn. Vì sự hợp nhất với Thiên Chúa luôn luôn gia tăng sức mạnh của chúng ta để hành động, rồi nó lại trở lên với Thiên Chúa cùng với tư tưởng của các con. Theo cách này, cùng một chật, thầy đã phục vụ lợi ích của Thiên Chúa và của anh em. Trong tương lai, các con cũng hãy làm như vậy. Bây giờ thầy xin các con cho các phụ nữ này một chỗ qua đêm. Trăng lặn và đám cháy đã làm chậm trễ bước đường của chúng ta, nên chúng ta không thể tiếp tục đi tới thành phố ở bên cạnh. Xin mời tới, mời tới. Sẽ có chỗ cho mọi người.
Nhà chúng con là nhà quý vị, nhà nghèo nhưng sạch sẽ. Xin mời vào và chúng sẽ được chúc phúc. Tất cả đều kêu lên. Và từ từ, họ lên cái dốc khá đứng cho tới làng đã được cứu khỏi bị phá hủy một cách lạ lùng bởi phép lạ. Rồi mỗi người du hành biến vào trong nhà chủ của họ. Con chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Trong đền thờ Chúa khói hương tỏa bay lung linh dịu vời. Chúa đang ở đây luôn bên con từng ngày trên đường dương thế. Khi con bước chân về, con chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Ân tình của Chúa thì tha nào hơn manna từ trời. Giữa núi hồn con, tim con như chạm vào bên bờ hạnh phúc. Xót Chúa trong nắng xuân sang hay khi gió đông về. Chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Nó đầy hạnh phúc bánh thiên ngài ban con xin trọn đời. Khắc ghi hồng ân ra đi gieo lời ngài dẫu đời sương gió. Không Chúa tựa đầu, con chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Con chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Trong mùa trời hôm nay, Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Đếm Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tô Tàu, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga, Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng. Chương 134. Judas Iscariot tại nhà Maria ở Nazareth. Chính lúc vừa mới hơi đỏ ở phương đông, một dấu hiệu đầu tiên của rạng đông, thì Judas Iscariot gõ vào cửa của căn nhà nhỏ Nazareth. Trên đường chỉ có các nông dân, hay đúng hơn là các sở hữu chủ nhỏ của Nazareth, đi ra vườn nho hay vườn ô liu của họ với các dụng cụ để làm việc. Họ ngạc nhiên nhìn kẻ gõ cửa vào giờ tinh sương như vậy tại căn nhà của Maria. Họ xì xèo với nhau. Đó là một môn đệ. Một người trả lời cho sự suy tư của một người khác. Chắc chắn ông ta tìm Giê-xu con Giu-se. Dẹp đi, đó là Judas Iscariot. Tôi không ưa cái ông này. Có lẽ chúng ta đã sai lầm rất nhiều đối với Giê-xu, và chúng ta đã hành động sai. Nhưng hắn ta hồi năm ngoái đã làm rất nhiều điều xấu ở giữa chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ hối cải. Nhưng hắn ta... Cái gì? Cái gì? Sao anh biết? Một buổi chiều kia, tôi đã có mặt trong nhà ông trưởng giáo đường. Ngu quá, tôi đã tin ngay vào tất cả. Bây giờ đủ rồi, tôi tin là tôi đã phạm tội. Có lẽ hắn ta cũng nhận ra rằng hắn ta đã phạm tội và... Họ đi xa và tôi không nghe thấy gì nữa. Judas đến gõ vào cái cửa nhỏ mà ông đứng sát vào, dí mũi vào tấm gỗ như để tránh cho khỏi bị nhìn thấy và nhận diện. Nhưng cái cửa nhỏ vẫn đóng. Judas là một cử chỉ thất vọng, rồi ông bỏ đi vào con đường vòng quanh vườn. Và ông ra phía sau nhà. Ông nhìn qua bên trên hàng rào vào khu vườn yên lặng. Chỉ có các con bồ câu sinh hoạt ở đó. Judas tự hỏi sẽ làm gì. Ông tự đàm thoại. Hay là bà cũng bỏ đi rồi. Nhưng ta đã nhìn thấy bà mà. Và nữa không. Chiều hôm qua ta đã nghe thấy tiếng bà. Có lẽ bà... đi ngủ ở nhà bà chị dâu. Ôi, chuyện này khó chịu. Giống như có con ong đậu trên mặt. Vì các bà sẽ trở lại với nhau. Mà ta chỉ muốn nói chuyện với một mình bà. Ta không muốn có bà già thiếu chứng giám. Bà ta nhiều lời. Bà ta sẽ quan sát ta. Và bà ta quý quá. Cũng như tất cả các bà già trong xứ. Bà sẽ không nhận sự biện hộ của ta, mà bà sẽ lưu ý có bồ câu khờ dại em dâu bà. Bà trẻ thì ta có thể chắc sẽ dỗ ngọt được như ý. Bà chậm hiểu như một con cừu, và ta sẽ sửa lại câu chuyện đã xảy ra ở Tiberias. Thì nếu bà ta nói không, không biết bà ta đã nói hay bà ta vẫn giữ im lặng nhỉ? Nếu bà ta đã nói, thì sẽ khó hơn để dàn xếp câu chuyện. Nhưng nếu bà ta không nói, là bà ta lấn lộn nhân đức với sự ngu đần. Mẹ nào con nấy,
và những người khác làm việc khi họ ngủ. Ngoài ra, họ có lý. Tại sao lại để chúng ra một bên khi họ cũng có vẻ muốn... Nhưng họ muốn gì? Đầu óc ta rối rít quá. Ta phải thôi uống rượu và... Tốt, nhưng tiền bạc nó cám dỗ. Ta giống như con ngựa tơ bị nhốt trong chuồng quá lâu. 2 năm rồi. Ta nói là còn hơn 2 năm nữa. 2 năm phải nhịn đủ thứ. Nhưng bữa hôm kia, Alkias đã nói gì nhỉ? Hề, ông ta đâu có cho mình lời khuyên xấu. Đương nhiên tất cả đều được phép, miễn là người ta đặt được Giê-xu lên ngai. Nhưng nếu chàng ta không muốn, ông ta phải nghĩ rằng nếu người ta không toàn thắng, thì tất cả sẽ chấm dứt cho chúng ta, giống như cho các thần binh của Theodas và Judas ở Galilee. Có lẽ ta nên tách ra thì tốt hơn, bởi vì đó, ta không biết điều họ muốn có tốt không. Ta không tin tưởng họ mấy. Từ ít lâu nay, họ quá thay đổi. Ta đã không muốn... Giê-xu. Ta làm hại Giê-xu sao? Không, ta tách rời ra. Nhưng thật chua cay, vì đã mơ thống trị mà lại trở nên... Cái gì? Số 0? Nhưng thà số 0 còn hơn. Anh ta không ngừng nói, kẻ sắp phạm cái tội lớn nhất. Ồ hê, chả phải ta đâu, ha. Ta là... Ta chết chìm trong hồ. Ta sẽ đi. Tốt hơn là ta nên đi. Ta sẽ về nhà mẹ ta. Ta sẽ lấy tiền, vì chắc chắn ta không thể hỏi tiền mấy tên phát đình viên để đi. Họ giúp ta, vì họ hy vọng ta giúp họ ra khỏi sự ngờ vực. Một khi Giê-xu là vua, thì chúng ta sẽ yên hàng. Đám đông về phe với chúng ta. Hê-rô-đê, ai sẽ lo cho ông ta? Các người Roma thì không, dân chúng cũng không. Tất cả đều ghét hắn. Và nhưng Giê-xu có thể từ khước ngay khi được tuyên bố là vua. Ôi, được, khi Eliazar con Anna bảo đảm với ta rằng ba ông ta sẽ sẵn sàng phong phương cho anh ta. Sau đó, anh ta sẽ không thể thoát khỏi chức vụ thánh. Ta, thực ra, ta làm như anh quản lý bất trung trong dụ ngôn của anh ta. Ta cầu cứu bạn bè cho ta. Đúng, nhưng cũng cho anh ta nữa. Vậy là ta sử dụng những phương tiện bất chính để... Nhưng không, ta còn phải thuyết phục anh ta. Ta không biết chắc có hành động đúng không khi dùng mánh lới này. Và ôi, nếu ta có thể thuyết phục anh ta, vì như vậy sẽ thật là đẹp, đẹp chừng nào. Đúng, đó là điều có giá trị nhất. Nói tất cả với thầy một cách thẳng thắn, năn nỉ người, miễn là Maria đừng nói gì tới cái màn ở Tiberias. Ta đã bảo Maria nói với thầy thế nào nhỉ? À, đây, sự từ chối của các bà Roma, một đàn bà khốn khiếp. Nếu tối hôm đó ta không đến nhà mụ ta, thì ta đã không gặp Maria. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng Maria ở Tiberias? Và nghĩ rằng buổi tối áp ngày Sa-bát, trong ngày Sa-bát và cả ngày hôm sau, ta không hề ra khỏi nhà để tránh gặp các tông đồ. Ngủ quá, ngủ quá. Ta đã có thể đến Ipo hay Gegasa để kiếm các em gái chứ. Chính ở đó, Tiberias là nơi các người Capernaum phải đi qua để đến đây. Nhưng tất cả chuyện đó là vì các mục Roma, ta đã hy vọng. Không, đó là điều ta phải nói để biện hộ, nhưng không đúng. Thật vô ích để tự nói điều đó với mình, vì ta biết
tại sao ta tới đó? Vì ta có cuộc hẹn hò với các tay tổ của Israel và để vui hưởng. Vì ta có khá nhiều tiền, nhưng tiền nó ra đi quá lẹ. Chút nữa là ta không còn tiền. Ta sẽ kể vài chuyện cho Ikeas và đồng đội nghe, và họ sẽ cho ta tiền nữa. Juda, anh điên sao? Đã từ một lúc rồi, tôi nhìn anh từ trên cây ô liu. Anh múa may, nói một mình. Mặt trời tháng Tamu đã làm anh đau hả? Anh phè Sarah kêu lên khi ra mặt từ chỗ giao nhau của hai cành trên một cây ô liu vĩ đại, ở cách xa chỗ Juda đứng chừng 30 mét. Juda giật nảy, nhìn về phía đó. Ông chửi lắp bắp khi nhìn thấy Andrei. Chết đi, cái sứ Do Thám đáng nguyền rủa. Nhưng rồi với nụ cười dễ thương, ông nói: không, tôi lo rằng Maria không chịu mở. Bà có bệnh không? Tôi đã gõ và gõ. Maria à, anh luôn luôn có thể gõ. Bà đang ở nhà một bà già tội nghiệp mới chết. Người ta tới gọi bà từ vọng căn thứ 3. Nhưng tôi phải nói chuyện với bà. Chờ nhé, tôi xuống rồi tôi đi báo cho. Nhưng anh có thực cần không? Có mà. Tôi tới đây từ tia mặt trời đầu tiên. Anh phê vội vã xuống khỏi cây và ra đi lẹ làng. Ông ta cũng đã nhìn thấy ta, và bây giờ chắc chắn bà sẽ trở về cùng với bà kia. Ta chẳng thành công việc gì cả. Và Juda sổ ra cái kinh cầu các lời chê trách xứ Nazareth, dân Nazareth, Maria Enfe, cho tới cả lòng bác ái của Đức Thánh Maria đối với người chết và cả chính người chết nữa. Juda chưa chấm dứt thì cửa mở ra, chiếc cửa để đi từ phòng ăn ra vườn, và Maria xuất hiện trước cửa rất xanh xao và rất buồn. Juda! Maria! Hai người nói cùng một lúc. Mẹ về mở cửa cho con. An Phê chỉ nói với mẹ: về nhà đi, có người tìm bà đó. Và thế là mẹ chạy. Vì bà già tội nghiệp không cần tới mẹ nữa. Bà đã hết phải khổ vì đứa con trai xấu. Trong khi Maria nói, Juda chạy theo ngõ hẻm để trở về phía trước nhà. Maria mở cửa cho ông. Bình an cho con, Juda Iscariot. Vào đi. Bình an cho mẹ Maria. Juda hơi ngập ngừng. Maria êm đềm nhưng nghiêm trang. Con đã gõ cửa rất lâu lúc bình minh. Chiều hôm qua, một đứa con trai đã làm vỡ trái tim của một bà mẹ. Và họ đã đến tìm Giê-xu. Nhưng Giê-xu không còn ở đây. Cả con nữa, mẹ nói với con, Giê-xu không ở đây. Con đến quá trễ. Con biết là người không ở đây. Làm sao con biết? Con vừa tới mà. Thưa mẹ, con muốn thẳng thắn với mẹ, vì mẹ tốt. Con đã ở đây từ chiều hôm qua. Vậy tại sao con không tới? Các bạn con, trong những ngày Sa-bát vừa qua, chỉ vắng mặt có một lần. Vâng, con biết. Con đã đi Capernaum, nhưng con không tìm thấy họ. Đừng nói dối, Juda. Con không hề tới Capernaum. Bartolomeo luôn luôn ở lại đó, và ông không hề thấy con. Bartolomeo mới tới ngày hôm qua, mà con đã ở đây rồi. Vậy tại sao con nói dối, Juda? Con không biết rằng nói dối là bước đầu để đi đến trộm cắp và sát nhân hay sao? Bà Esther tội nghiệp đã chết,
bị giết bởi sự đau đớn do cách ăn ở của con trai bà gây nên. Và Samuel, con trai bà, đã bắt đầu trở nên sự xấu hổ cho Nazareth bằng những nói dối nhỏ nhặt. Rồi sau đó, càng ngày càng trở nên lớn. Rồi từ đó, xảy ra tất cả những chuyện khác. Con, tông đồ của Chúa, con muốn bắt chước anh ta sao? Con muốn làm cho mẹ con chết vì đau đớn hay sao? Lời khiển trách được nói nhỏ nhẹ, nhưng nó rơi xuống đúng lúc. Judah không biết đối đáp ra sao. Thình lình ông ngồi xuống và lấy hai tay ôm đầu. Maria quan sát ông, rồi mẹ nói: Tại sao con muốn gặp mẹ trong khi trợ giúp cho bà Esther tội nghiệp? Mẹ đã cầu nguyện cho mẹ con và cho con. Vì hai người làm mẹ thương, người nọ cũng như người kia, vì hai lý do khác nhau. Vậy nếu mẹ đã thương thì hãy tha cho con. Mẹ không bao giờ oán giận. Thế nào? Kể cả buổi sáng hôm đó ở Tiberias, mẹ biết không? Còn như vậy bởi vì buổi chiều hôm trước các bà Roma đã không tiếp đón con tử tế, làm như con là thằng điên và làm như con phản bội thầy. Vâng, con thú nhận con đã sai lầm khi nói với Claudia. Con lầm về bà ta, nhưng con ngỡ là đã làm đúng vì con thương thầy. Người không bảo con, nhưng con biết rằng người đã biết việc con nói. Chắc chắn Jenny đã báo cho người, và Jenny không bao giờ gặp con, và các bà Roma đã làm con buồn để cho quên con đã uống rượu. Maria có sự bộc lộ lòng trắc ẩn một cách mỉa mai ngoài ý muốn. Mẹ nói: Vậy Giê-xu, với tất cả những chua cay người phải nếm mỗi ngày, người phải say mỗi đêm sao? Mẹ có nói với người chuyện đó không? Mẹ không làm gia tăng chén cay đắng của con mẹ bằng cách cho người biết những tin tức bội ước, sa ngã, tội lỗi, trụy lạc. Mẹ hãm mình và mẹ nín lặng. Judah lết quỳ xuống và ông tính để một cái hôn trên bàn tay Maria, nhưng mẹ lùi, không bất lịch sự nhưng quả quyết không để cho tiếp xúc. Cảm ơn mẹ, mẹ cứu con. Chính vì thế mà con tới đây, và để mẹ làm cho con dễ dàng hơn là lại gần thầy mà không bị khiển trách, không xấu hổ. Để tránh việc đó, chỉ cần con tới Capernaum rồi tới đây với những người khác là đơn giản. Đúng vậy, nhưng những người khác không tốt. Họ đã do thám con, để rồi sau đó làm con bị rầy và kết án con. Judah, đừng xúc phạm đến anh em con. Phạm tội đã đủ rồi. Chính con đã do thám ở đây, tại Nazareth, quê hương của Đức Kitô. Judah ngắt lời mẹ: Hồi nào? Năm ngoái à? Đó, họ đã bóp méo các lời của con, nhưng hãy tin rằng con... Mẹ không biết năm ngoái con đã nói và làm gì, nhưng mẹ nói về ngày hôm qua đây này. Con đã ở đây từ hôm qua. Con biết rằng Giê-xu đã đi. Vậy là con đã điều tra. Và không phải nơi những người bạn Aser, Ismael, Anphê hay các anh Judah và Jacobê. Cũng không phải nơi Maria, Anphê hoặc trong nhóm nhỏ bé những người yêu Giê-xu. Vì nếu con đã làm, thì họ sẽ đến để nói với mẹ.
nhà bà Esther, đầy những phụ nữ vào lúc rạng đông, khi bà chết. Nhưng không ai biết gì về con. Đó là những người tốt nhất trong đám phụ nữ Nazareth, những người yêu mẹ và yêu Giê-xu, và cố gắng thực hành giáo lý của người. Mặc dù sự thù hận của các ông chồng, của cha, của con trai họ. Vậy là con đã điều tra nơi những kẻ thù của Giê-xu. Con gọi việc đó là gì? Mẹ không nói. Chính con phải tự nói với chính mình con. Tại sao con làm như vậy? Mẹ không muốn biết. Mẹ chỉ nói với con điều này. Có rất nhiều lưỡi gươm sẽ đâm vào tim mẹ. Đâm vào và đâm vào nhiều lần. Không thương hại. Bởi những người làm khổ Giê-xu của mẹ và ghét người. Nhưng có một lưỡi gươm sẽ là của con. Và nó sẽ không bao giờ được rút ra. Vì cái kỷ niệm về con, Giu-đa, một người không muốn được cứu, một người tự hủy hoại mình, một người làm cho mẹ sợ. Không phải sợ cho chính mẹ, nhưng sợ cho linh hồn con. Nó sẽ không ra khỏi tim mẹ nữa. Một lưỡi thì do người công chính Simeon đã cắm vào đó khi mẹ mang bé sơ sinh của mẹ trong lòng, con chiên nhỏ thánh của mẹ, và một lưỡi khác. Lưỡi khác chính là con, mũi nhọn của thanh gươm của con, đã hành hạ trái tim mẹ rồi. Nhưng con chưa thỏa việc làm đau đớn như vậy cho một người đàn bà tội nghiệp. Và con chờ để cắm hết thanh gươm của con vào hoàn toàn, lưỡi gươm lý hình của con, vào trong trái tim của kẻ chỉ con toàn là tình yêu. Nhưng mẹ ngu ngốc, để đòi hỏi tình thương của con, là kẻ không có nó để cho mẹ con. Trái lại, lời đã nói, bằng một phát duy nhất, con xuyên thấu chúng ta, mẹ con và mẹ. Ôi, đứa con khốn nạn mà lời cầu nguyện của hai bà mẹ cũng không cứu được. Maria khóc trong khi nói, và các giọt nước mắt không rơi trên đầu tóc nâu của Giu-đa, vì ông ở yên tại nơi ông đã quỳ gói, cách Maria một khoảng. Chính gạch cửa nền nhà đã hút lấy những giọt nước mắt thánh. Màn cảnh nhắc tôi nhớ đến kỷ niệm về Alae. Nhưng trái lại, lúc đó, nàng quỳ sát vào Maria trong sự ước ao được cứu rỗi, nên các giọt nước mắt của Maria đã rơi xuống trên nàng. Con không tìm được một lời nào sao, Giu-đa? Con không tìm được trong con sức mạnh cho một quyết định tốt à? Ôi, Giu-đa, Giu-đa! Hãy nói cho mẹ, con có thỏa lòng về cuộc sống của con không? Hãy kiểm điểm mình con. Giu-đa, hãy khiêm tốn, thành thật với chính con để rồi bắt đầu, và rồi với Thiên Chúa, để đến với người, với gánh nặng bằng đá, đã lấy ra khỏi con tim con và nói với người. Đây, con đã dỡ ra những tảng đá này vì tình yêu đối với Chúa. Con không có can đảm để thú nhận với Giê-xu. Con không có sự khiêm nhường để làm. Đúng vậy, mẹ giúp con đi. Hãy đi Capernaum và chờ người ở đó với lòng khiêm nhường. Nhưng mẹ có thể. Mẹ chỉ có thể xin làm điều mà con mẹ luôn luôn làm. Có tình thương. Không phải mẹ là kẻ cho Giê-xu bài học.
chính Giê-xu, là vị giáo huấn môn đệ của người. Mẹ là mẹ người. Điều đó đối với con tim của mẹ thôi. Nhưng xét hiệu năng về quyền của người, thì người là thầy của mẹ. Mẹ không hơn không kém một nữ môn đệ, cũng như đối với mọi nữ môn đệ khác. Mẹ toàn thiện. Người là tất cả sự trọn lành. Giuđa nín lặng suy nghĩ, rồi ông hỏi: Thầy đi đâu? Đi Bethlehem thuộc Galilê. Rồi sau đó? Mẹ không biết. Nhưng người sẽ trở lại đây. Khi nào? Mẹ không biết. Mẹ không muốn nói điều đó cho con. Mẹ không thể nói điều mà mẹ không biết. Con theo người từ 2 năm nay, con có thể nói rằng người luôn luôn có một lộ trình cố định hay không? Biết bao lần ý muốn loài người đã bó buộc người phải thay đổi. Đúng vậy, con sẽ đi Capernaum. Mặt trời quá nóng để đi đường. Hãy ở lại. Con là một khách hành hương như mọi người khác. Và người đã nói rằng các nữ môn đệ phải săn sóc họ. Đời con đáng trách đối với mẹ. Việc con từ chối chữa trị làm mẹ đau khổ. Chỉ có vậy thôi. Cởi áo khoác ra đi. Con đã ngủ ở đâu? Con đã không ngủ. Con chờ rạng đông để gặp mẹ một mình. Vậy là con mệt. Trong phòng có 2 giường đã dành cho Simon và Thomas. Trời còn yên lặng và mát. Hãy đi ngủ trong khi mẹ sửa soạn bữa ăn. Giuđa đi, không nói một lời. Maria không nghỉ ngơi sau một đêm canh thức, vào bếp đốt lửa và ra vườn hái rau. Và bao là nước mắt, nước mắt, nước mắt âm thầm nhỏ xuống, trong khi mẹ cúi trên chiếc lò để châm củi, hoặc trên luống đất để hái rau, trong khi mẹ rửa trong trầu và gọt vỏ. Nước mắt rơi cùng với các hạt lúa vàng khi mẹ cho các chim câu ăn trên khăn vải mẹ lấy ra từ cái thau để phơi dưới mặt trời. Các giọt nước mắt của mẹ Thiên Chúa, của đấng không hề vương tội mà không được miễn đau đớn, và đã chịu đựng hơn tất cả mọi phụ nữ khác để trở nên đấng đồng công cứu chuộc. Mẹ lại khóc, vì sao mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc khi mẹ là người nữ duy nhất ở trên đời hạnh phúc hơn mọi người. Vì sao mẹ ơi, khi Giê-xu con mẹ là ngôi hài Thiên Chúa, là mùa xuân không úa, nguồn hạnh phúc không vơi. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc? Mẹ khóc vì bao người ngập chìm trong tội lỗi, nước mắt mẹ tuôn rơi xót thương người.
người lạc lối. Mẹ thiết tha kêu mời, con ơi hãy mau về, mau quay bước trở về, về bên bờ yêu thương, về bên bờ yêu thương. Vì sao mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc, vì sao mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc khi mẹ là người nữ duy nhất ở trên đời vinh phúc hơn mọi người. Vì sao mẹ ơi, khi Giêsu con mẹ là ngôi hài Thiên Chúa, là mùa xuân không úa, nguồn hạnh phúc không vơi. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc? Mẹ khóc vì con người lầm lạc trong đêm tối, sông tháng ngày buông xuôi với con tim giận dỗi. Mẹ thiết tha kêu mời, con ơi hãy mau về, mau quay bước trở về, về bên bờ yêu thương, về bên bờ yêu thương. Vì sao mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc, vì sao mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc khi mẹ là người nữ duy nhất ở trên đời vinh phúc hơn mọi người. Vì sao mẹ ơi, khi Giêsu con mẹ là ngôi hài Thiên Chúa, là mùa xuân không úa, nguồn hạnh phúc không vơi. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc? Vì sao mẹ lại khóc? Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Trong chương trình hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Đến Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tongtau, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoa Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga, Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng. Chương 135. Ông ngoại Majam qua đời. Giê-xu đã rời các phụ nữ vì người đang ở với các tông đồ Isaac và Mariam. Họ đang xuống cái dốc sau cùng để vào đồng bằng Adrelon trong khi đêm từ từ xuống. Mariam rất bằng lòng được Chúa dắt đến nhà ông ngoại nó. Các tông đồ thì ít bằng lòng hơn vì họ nhớ tới việc rắc rối mới đây với Ismael. Nhưng họ nín lặng, nghiêm trang để không làm buồn người thanh niên đang vui vì đã không đụng gì tới hũ mật ong mà Popire đã cho cậu. Vì con hy vọng Chúa sẽ làm cho quả tim con được vui mừng bằng cách cho con được gặp ông ngoại của con. Con không biết tại sao, nhưng từ ít lâu nay, con thấy ông hiện diện trong trí khôn con giống như ông hiện diện ra với con. Con nói vậy với Porphyria thì bà bảo con. Má cũng cảm thấy như vậy khi Simon ở xa, nhưng hẳn là không như bà nói, vì trước đây con không thấy như vậy. Bởi vì trước đây con là con nít, bây giờ con là một thanh niên nên tư tưởng suy nghĩ nhiều hơn. Phêrô nói với nó. Con còn 2 miếng phô mát nhỏ và 1 ít ô liu. Những cái con có thể mang trong số những cái thuộc về con cho ông yêu dấu của con. Và nữa, con có 1 cái áo dài bằng vải gai và 1 áo cọc cũng bằng vải gai. Porphyre đã muốn làm cho con, nhưng con nói với bà. Nếu mẹ yêu con, thì mẹ hãy làm cho ông con. Ông luôn luôn rách rưới, đầy những mồ hôi trong y phục bằng len xấu. Ông sẽ được mát hơn. Trong khi chờ đợi thì con không có quần áo mát, và con ướt, thấm đầy mồ hôi như miếng bọt bể trong những y phục bằng len này. Phêrô nói. Ôi, không quan trọng. Ông đã bao nhiêu lần nhịn ăn để cho con khi con ở trong rừng. Rồi sau cùng, con cũng cho ông được chút gì, nếu con có thể dành dùm để giải phóng cho ông. Bây giờ con bao nhiêu rồi? Andre hỏi. Ít xịt, bán cá, con đã dành được 110 đồng. Nhưng sắp sửa con sẽ bán các con chiên. Và lúc đó, chớ gì con có thể làm trước lúc cực lạnh. Chính các anh sẽ nhận ông ta. Nathanael hỏi Phêrô. Phải, chúng tôi sẽ chẳng chết nếu ông già tội nghiệp ăn một miếng trong đĩa của chúng tôi. Lại nữa, ông ta có thể làm vài việc vặt. Và nhà chúng tôi ở Bethsaida, phải không Philippe? Chắc chắn mà, Simon. Chúng tôi sẽ giúp anh để làm vui lòng Marciam đáng yêu của chúng ta và cho ông già. Tôi hy vọng Jocana không có ở đó. Thade nói. Tôi đi trước để báo tin. Isaac nói. Họ bước nhanh dưới ánh trăng thanh. Rồi Isaac tách rời ra, đi lẹ hơn nữa, trong khi những người khác nhàn nhã theo sau ông. Đồng bằng hoàn toàn yên lặng, cả các chim họa mi cũng nín thinh. Họ bước hoài cho tới khi họ thấy 2 bóng đen chạy về phía họ. Gioan nói, một người chắc chắn là Isaac, người kia có lẽ là Miche hay viên quản lý. Họ cao như nhau. Bây giờ họ tới gần, rất gần, chính xác
viên quản lý đi theo Isaac, không có vẻ gì hoảng hốt cả. Thưa thầy, Mariam, thằng con tội nghiệp, tới mau lên, Mariam, ông ngoại con bệnh nặng, rất nặng. À, lạy Chúa. Người thanh niên kêu lên, vẻ đau khổ. Nào, nào, can đảm lên Maxiam. Giê-xu cầm tay nó và bắt đầu đi, hầu như chạy, khi người nói với các tông đồ. Các con, hãy theo chúng ta. Được, nhưng từ từ, vì lẽ Giô-ca-na. Viên quản lý kêu khi ông ta đã đi xa. Ông già tội nghiệp đang ở trong nhà Mi-cha-e. Kẻ khờ khạo nhất thì khi thoạt vào cũng có thể hiểu là ông ta đang hấp hối. Ông nằm sõng xoài, mắt nhắm, các nét đã buông xuôi như người sắp chết, nứt da như sáp, trừ hai lưỡi quyền, nơi sự ứ huyết còn để lại hai vết đỏ. Mariam cúi xuống trên chiếc ghế bố và hỏi, ông ngoại ơi, ông ngoại của con ơi, con đây, Mariam, ông hiểu không? Mariam, bê, cha bê của ông ngoại đây. Ôi, chú ơi, ông không nghe được nữa. Chú ơi, lại đây đi, lại đây, chúa thử đi, chữa ông đi. Hãy làm cho ông nhìn thấy con, nói với con. Không lẽ con phải thấy hết mọi người thân của con chết như vậy sao? Chết không nói lời từ giã với con. Giê-xu lại gần, cúi xuống trên người hấp hối, đặt một tay trên đầu ông và nói, hỡi đứa con của cha ta, hãy nghe đây. Ông giống như người thức dậy từ giấc ngủ say. Ông già thở một hơi dài, mở đôi mắt đã lờ đờ, và ông nhìn cách mơ hồ hai khuôn mặt đang cúi xuống trên ông. Ông thử nói, nhưng lưỡi ông từ chối. Trong một lát, chắc ông nhận ra họ, vì ông mỉm cười và tìm cầm bàn tay của hai người để đưa lên môi. Ông ngoại ơi, con đã tới, con đã cầu nguyện biết bao để được tới. Con muốn nói với ông rằng, sắp sửa chúng ta sẽ có đủ để cho ông cái gì để giải phóng cho ông. Và đi với con tới nhà Simon và Porphyre. Họ rất tốt với cha bê của ông, với mọi người. Ông già thành công nhúc nhích lưỡi ông và nói cách khó lòng. Nguyện Thiên Chúa trả ơn cho họ. Xin người trả ơn cho con. Nhưng trễ rồi. Ông ngoại về với Abraham để không còn khổ nữa. Rồi ông quay về với Giê-xu và hỏi cách lo lắng. Đúng, phải không? Đúng, hãy bình an. Và Giê-xu đứng thẳng lên, oai vệ, người nói, ta với quyền vị thẩm phán và vị cứu tinh, ta tha cho ông những gì mà trong đời ông có thể ông đã phạm những lầm lỗi, những thiếu sót và những cảm tình của linh hồn phản lại đức bác ái đối với kẻ đã ghét ông. Ta tha cho ông tất cả. Ôi hỡi con, hãy đi bình an. Giê-xu giơ tay trên ông, giống như vị linh mục trên bàn thờ để dâng lễ hy sinh. Mariam khóc trong khi ông già mỉm cười êm dịu và thì thầm, con được nghỉ ngơi bằng an là nhờ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và ông liệm đi. Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, ôi, ông chết, ông chết. Chúng ta cho ông một tí mật ong đi. Lưỡi ông bị khô, ông lạnh, mật ong làm cho ông ấm. Mariam kêu lên, và với một tay, nó cố gắng lục lọi giỏ của nó, còn tay kia, nó đỡ đầu ông già đã trở nên nặng. Các tông đồ đứng ở phía cửa, và họ lặng lẽ quan sát. Vậy con làm đi Maxiam, để thầy đỡ cha già cho. Giê-xu nói, rồi người gọi Simon. Simon, lại đây. Simon tiến lên, rất cảm động.
Maryam cố gắng cho ông già ăn một tí mật ong. Nó thọc ngón tay vào chiếc hũ và lôi ra một tí mật ong dẻo kéo dây, và nó đè trên môi ông già. Ông mở mắt, nhìn nó, mỉm cười và nói: "Ngon. Con làm nó cho ông đó, và cả quần áo mát bằng gai." Ông già giơ bàn tay run run, cố gắng đè trên đầu tóc nâu đen và nói: "Còn tốt hơn là mật ong. Chính lòng tốt của con làm ông dễ chịu. Nhưng mật ong của con không còn xài nữa. Quần áo mát cũng vậy. Hãy giữ lấy nó cùng với phúc lành của ông." Maryam quỳ gối, gục đầu xuống cạnh giường và rên rỉ: "Một mình, con ở lại một mình." Simon đi quanh giường, tới bên nó bằng một giọng khàn hơn bao giờ hết vì xúc động. Ông vuốt tóc Maryam và nói: "Không, không một mình đâu. Bố yêu con nhiều, Hophire yêu con nhiều. Các môn đệ như từng ấy người anh. Lại nữa, Giê-xu yêu con nhiều. Đừng khóc, con bố." "Con của anh, đúng, tôi sung sướng. Chúa. Ông già thì thầm, bối rối, cảm thấy sự tận cùng. Giê-xu đỡ ông, ôm ông trong cánh tay người và sướng đọc nhàn nha: "Tôi ngước mắt trông về núi cao, nơi sự cứu giúp của tôi đến." Người tiếp tục thánh vịnh 120. Rồi người ngừng, quan sát ông già đang chết trong tay người, cách bình tĩnh, nhờ vào các lời của người. Người lại sướng thánh vịnh 121, nhưng người đọc chỉ một ít. Vì người vừa đọc câu thứ 4, thì người ngừng và nói: "Hãy đi bình an, hỡi linh hồn công chính." Rồi người nhẹ nhàng đặt ông xuống, lấy tay vuốt mắt cho ông. Một cái chết quá in hàn, tới nỗi ngoài Giê-xu không ai nhận thấy. Nhưng họ hiểu nhờ vào cử chỉ của thầy, và họ xì xèo. Giê-xu làm hiệu im lặng. Người quay về với Maryam đang khóc, gục đầu trên giường, không nhận ra gì cả. Người cúi xuống ôm nó, tìm cách nâng nó dậy và nói với nó: "Ông đã bình an, Maryam. Ông không đau khổ nữa. Ơn cao trọng nhất Thiên Chúa ban cho ông là chết trong tay Chúa. Con yêu, đừng khóc. Hãy nhìn ông đó. Ông bình an chừng nào? Bình an. Rất ít người trong Israel được đặc ân như người công chính này, được chết trên ngực đấng cứu tinh. Lại đây, trong cánh tay thầy, con không cô đơn đâu. Lại nữa có Thiên Chúa, đó là tất cả. Người yêu con thay cho mọi người." Thằng Maryam tội nghiệp. Nó làm cho người ta thấy thương khi nhìn nó. Nhưng nó còn tìm được sức mạnh để nói: "Cảm ơn Chúa vì đã đến. Cảm ơn bố Simon vì đã dắt con đi. Và cảm ơn tất cả mọi người vì những gì quý vị đã cho con để dành cho ông. Nhưng không dùng nữa. Nhưng quần áo có chứ. Chúng ta nghèo, chúng ta không thể ướp sát với nó. Ôi ông, cả đến con không thể cho ông một tấm mồ. Nhưng nếu quý vị tin con, và nếu quý vị có thể, hãy bỏ tiền ra, và con sẽ hoàn lại cho quý vị vào tháng 10, nhờ vào giá bán chiên và cá." "Ô hay, con vẫn còn một ông bố mà. Bố sẽ lo tất cả, cho dù có phải bán đi một cái thuyền. Chúng ta sẽ cho ông già hết mọi vinh dự. Điều chính yếu là phải vay một khoản,
và rồi ai sẽ nhường cho ngôi mộ? Viên quản lý nói, ở Jerusalem có các môn đệ trong đám dân địa phương, họ sẽ không từ chối. Tôi sẽ đi ngay và tôi sẽ trở về vào giờ thứ ba. Tốt, nhưng người Pha-ri-si-u? Đừng sợ, tôi sẽ cho ông biết là có một người chết, và để không bị ô nhiễm, ông sẽ không ra khỏi nhà nữa. Tôi đi đây. Và trong khi Ma-ri-am cúi xuống trên ông ngoại nó, khóc và vuốt ve ông, thì Giê-xu nói nhỏ nhẹ với các tông đồ của người và với Y-sa-áp, Mi-che và những người khác tới lui để sửa soạn những vinh dự sau cùng cho người bạn quá cố của họ. Ở đây, tôi có một nhận xét cá nhân như sau. Đã nhiều lần, tôi ở trong một hoàn cảnh tương tự, và tôi thường nhận thấy những người hiện diện với ý định tốt hoặc với sự khăng khăng không tốt yêu cầu những người đau khổ vì mất một người thân phải nín lặng. Tôi so sánh thái độ này với sự êm dịu của Giê-xu, người thương sự đau đớn của đứa trẻ mồ côi, và người không chờ đợi ở nó một sự anh hùng vượt tự nhiên, biết bao điều có thể học được trong những hành động nhỏ mọn của Giê-xu. Đã ra đi về với cát bụi, cuối cùng người đã đi luôn chẳng quay về nữa. Vinh quang nghèo hèn sang giàu, đau thương nhọc nhằn dãi dầu, ích chi cho cuộc trần thế. Kiếp người một thoáng mây bay, phải đau muôn đời. Lo gì cuộc sống nhân gian khổ tâm tiêm tơ, chỉ bạc tiền ưu phiền, hay lo mến Chúa yêu người. Cuộc đời là như thế đó, chẳng có gì là vững bền. Cuộc đời là như quán trọ, dừng chân rồi phải ra đi. Để về một nơi hạnh phúc, ở đó thật là quê trời. Hãy mau tìm về nước trời, ngàn đời chẳng có phôi phai.
đã ra đi về với cát bụi. Cuối cùng người đã đi luôn, chẳng quay về nữa. Vinh quang nghèo hèn sang giàu, đau thương nhọc nhằn dãi dầu, ích chi cho cuộc trần thế. Kiếp người một thoáng mây bay, phải đau muốn đời. Lo gì cuộc sống nhân gian khổ tâm tìm tới, lo chi cuộc đời sang hè, lo chi bạc tiền ưu phiền, hay lo mến Chúa yêu người. Cuộc đời là như thế đó, chẳng có gì là vững bền. Cuộc đời là như quán trọ, dừng chân rồi phải ra đi, để về một nơi hạnh phúc, ở đó thật là quê trời. Hãy mau tìm về nước trời, ngàn đời chẳng có phôi phai, ngàn đời chẳng có phôi phai. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.